Cửa. Trời ơi, nửa dần trăng còn lại của tôi bị cha nội này cha đập bể rồi. Trời ơi, trời ơi sao tôi phải sống kế bên một cái loài người như thế này. Trời ơi, sao tôi lại có thể khổ sở, tôi vô phương đến mức độ này. Nhưng mà thôi, tôi là nhà văn, tôi là nhà thơ, tôi không thể nào mà tôi chửi được hết. Đành phải cố gắng nhịn nhục. Ôi, mình phải làm tiếp thôi. Có khó gì đâu, một buổi chiều nó chiếm lòng ta bằng nắng hạ, bằng mấy nhẹ nhẹ gió. Trời ơi, tôi chết rồi. Làm sao mà tôi có đủ hứng thú để mà tôi chăm thơ làm văn nữa. Bây giờ tôi phải săn quần lên, tôi chửi lộn với cha này mới được. Cha già mắt gió. Cái thằng. Trời. Cái đồ cha già mắc vết. Trời ơi, lỗ tai đó sao mà nó dày như cái bánh xe vậy. Trời ơi là trời. Cái thằng cha âm bên. Đồ âm bên. Hả? Chị kêu tôi hả? Trời ơi. Trời đó. Trời ơi, đúng tên ổng mà ông kêu họ hỏi liền à. Bộ ông tên âm bên hả? Sao tôi kêu ông nghe được liền hay vậy hả? Ai biết, thấy chị múa mai quay cuồng. Có tưởng đâu chị chửi thằng đoàn con nhà chị trời chứ. Trời ơi, con tôi là con vàng, con bạc. Con tôi là cái con mà tôi thương, cục cưng, cục vàng của tôi. Làm sao tôi chửi được, làm sao tôi chửi được. Không chửi con chị, chửi mấy người hàng xóm chứ vậy. Trời ơi, cái gì cũng không biết hết trơn. Mặt chả ngồi kìa, trời ơi, giang xảo mà ai biết. Đúng rồi, khi nào tôi quánh ông mới biết. Trời ơi, cha nội. Ở cái xóm này có ai đụng chạm tới tôi đâu mà tôi chỉ chửi mỗi ông thôi. Thấy không? Tại vì tôi đang làm thơ làm văn mà. Tôi đang làm thơ làm văn nẹt giỏi bệnh lên bệnh làm sao tôi làm thơ. Trời ơi, thì tôi sửa xe. Mà có làm chị đâu chị chửi tôi. Trời đất ơi, sao không chửi được? Ông nẹt vô ầm mà thơ văn nó bay mất tiêu hết trơn. Dằn tranh của tôi ông cũng nỡ ông đập nát làm đôi, làm sao tôi chịu nổi. Hả? Ông vừa phải thôi chứ. Cái xóm này nè, tại vì người ta đâu có ở gần ông đâu mà người ta chịu đựng, chỉ có tôi ở gần ông tôi mới chịu đựng thôi à. Hả? Ông Sao Kỳ nè, ồn lắm. Cái nghề này của ông á, tôi nói thiệt với ông, tôi không chịu nổi. Tôi đề nghị ông đổi nghề khác đi nha. Trời ơi, chị vô duyên quá. Tôi làm nghề sửa xe mà tự nhiên rồi đổi về nghề khác à. Chị đổi nghề khác đi. Cả cái xóm này không ai phiền nàn hết trơn á. Chỉ có chị lèm bèm với tôi hoài à. Cái xóm này nè, toàn là coi như là người ta học cao hiểu rộng, dân trí thức không à. Sáng ta đi làm, chiều về ta đóng cửa rồi có một mình ông mà. Sáng chiều tối ông ở ngoài ông như ma vậy đó. Ông con người của ông nó giống như là không có giống người khác. Tôi nói cho ông biết, tôi đổi nghề đi. Ông đổi nghề đi, đang đỡ làm ồn người chung quanh. Nè, tôi cho ông cái nghề này, ông hết hồn luôn nè. Ông làm nghề sáng tác đi. Ông sáng tác sáng, cái thay gì ông cầm búa, ông cầm đàn đi, ông đàn sáng tác đi. Chị khùng hả? Tôi là người xếp xe, sao tôi làm nghề sáng tác được? Thì đúng rồi, tôi tức quá rồi, tôi nói vậy cho ông, tôi đỡ quê vậy đó. Ít chữ quá mà, làm gì nhiều chữ mà sáng tác được. Suốt ngày toàn là nhớt nè, căm xe nè, bồ lan, con tán nè, lum hết, làm gì có chữ nghĩa mà mày đặt. Gì mà ồn ào quá vậy? Hả? Cái gì mà ồn ào quá vậy? Gì? Cái gì mà ồn ào quá vậy? Gì mà mất dạy? Con chỉ hỏi thôi mà. Mày hỏi mày giống như mày xỉa, mày lấy đồ mày đâm vô ốc tao vậy đó. Sống giữa hai đàn ông mà một thằng xỉa đây, thằng xỉa đây vậy hà. Chịu nổi không? Tao biết, tại vì ổng đang làm tao loạn trí, tao biết mày. Nhưng mà tao hỏi lại cái tự nhiên mày sợt vô, làm sao tao chịu nổi. Dạ nhưng mà có chuyện gì mà nói con nghe con xử cho. Có chứ sao không có. Làm bô cái lý đồ ở nhỏ ở nền á. Con nói mà nghe. Sửa xe tôi không, chị không cho tôi nẹt bô, sao thử xe cho khách. Thì sửa xe cho khách là nẹt. Ví dụ như ông mua cái dây cu ro ông gắn vô ngược vô âm thanh nhà ông đi. Thôi được rồi, máu qua đi. Trời ơi là trời. Thì mày không được ha. Chị vừa phải rồi nghe không? Tôi thử bô xe chứ không phải thử bô chị đâu mà chị la. Trời ơi. Má. Trời ơi, tao muốn xỉu với cha này rồi trời. Con ơi. Má nghe nè. Hả? Má là nhà thơ đúng không? Nhà thơ thì cái hình tượng nhà thơ nó rất là nhẹ nhàng. Má làm gì mà chết gì vậy? Dạ thưa ông con. Dạ. Ngày trước tôi nhẹ lắm. Dạ. Mà từ khi tôi về đây tôi ở gần cái anh cha nội đó là những cái đạo cụ của ông cha nó làm cho tôi nặng nề rồi nha. Từ hồi lúc ở xa đó thì tôi làm thơ. Từ về ở gần đây viết toàn chuyện trinh thám với chuyện ma không à. Thôi bây giờ con tính vậy nè. Con kêu người về làm cái bức tường cao lên. Rồi có cách âm cho má luôn. Má chịu không? Trời đất ơi, mày nghĩ sao vậy? Mày phá cái hàng rào này mày xây lên bức tường. Tao ở tù hả? Nhốt tù đó hả? Thằng này bởi vậy.
đúng rồi. Trời ơi, cảm ơn con nha. Gì vậy? Cảm ơn con nha. Trời ơi, con yêu. Tại sao con có thể cho mỗi má một cái tình tiết hết sức là hay như vậy? Ôi, bức tường, cha già dịch, cha già nẹt bô và con. Rồi tôi. Có rồi, có chuyện trinh thám để viết rồi. Ta sẽ viết một cái tường người đẹp ngủ trên giường. Trời đất ơi, nhiêu đó cũng nghĩ ra được á. Chú Phú ơi, má con vậy chứ bụng má con tốt lắm. Tôi biết rồi, bụng dạ. Má con tốt lắm mà. Chú Phú nói như là đã xoáy con vậy. Ê Phan, 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 lại đây, lại đây. Lại đây, đừng cái coi, lại đây. Ê, đừng có tướng cưng ghê không. Ngon nghe, chịu cho cục thịt. Bắt tay cái coi, bắt tay cái coi. Bắt tay, bắt tay. Bắt tay mà nó đưa cái chân ta. Trời ơi, nó tè. Trời ơi, bó tay luôn. Ê, 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 ê. Phẹt, 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 phẹt. Đi vô, đi qua kia. Đi. Trời ơi, mày đau, mày làm hư hoa của má tao rồi. Phẹt, mày chết chắc đi. Rồi. Mày qua bển là bà tỷ đập cái què giò mày đó. Chú Phú ơi. Ừ? Phèn làm hư rồi giờ sao chú Phú? Tao hư chỗ nào? Làm lỗ ngay chỗ hàng rào nè. Thì con sửa lại giờ giùm đi. Sửa lại đi thôi mẹ, mày thấy mẹ đập phèn à. Thiệt tình luôn á. Rồi. Dạ. Ừ. Nè nè nè. Dạ. Hôm bữa đó chú nghe chiếc xe mà chạy lọc cạch á. Dạ. Hư phải không? Dạ. Đem qua đây chú sửa cho. Dạ. Ừ, kiểm tra giùm cho. Dạ. Đem qua đây nha con. Vậy con cảm ơn chú Phú nha. Để vô lấy xe. Ừ, lấy xe qua con. Nè, đừng đi bệnh nha. Bà tỷ mới khó ưa lắm. Bà đập con què giò đó. Ừ. Sao con sẻ con đi. Sao mày mạnh quá, mày con trẻ, mày mạnh tao già tao yếu vậy hả? Mày không có được đi. Mày không có được đi. Sửa không tốn tiền. Mày không được đi. Mày không có được đi. Sửa không tốn tiền mà má. Không tốn tiền cái gì mà không tốn tiền. Tao ôm cái bô rồi nó mày chạy đi. Bây giờ mày tính sao? Tao không cho mày đi. Trời ơi, mày nghĩ sao vậy? Tình luôn á. Mày đưa qua mình đó không tốn tiền hả? Mày nhìn cái bản mặt của ông đi. Ông gian xảo lắm. Ông không lấy tiền thì chắc chắn trước sau gì chắc cũng lượt đồ của mày à. Trời ơi, nhỏ nhỏ tự nhiên nói vậy. Nói vậy. Tôi nói vậy đó. Lượt cái gì? Lượt đồ. Tôi chị đem lượt chiếc xe của ông đòi hả? À. Nè, gì? tôi luộc bà hỏng giò luôn á. Tao luộc mà đòi hỏng giò luôn cái ớt không? Trời ơi, mày luộc cái kiểu này, luộc kiểu nào mà tới hỏng giò cha nội. Mày thấy không? Mày không biết hả? Cô thử cho bà coi. Ai muốn nào? Hả? Tao trốn rồi thấy không? Trời ơi, thấy chưa? Mày thấy cha hiền hiền. Cha nói câu nào đáng câu đó, luộc mà luộc hỏng giò thấy gớm không? Tại vì má nói vậy nên chú Phú chú mới nóng chứ. Thì tại vì cái mặt ông gian thiệt. Ông cái mặt của ông là nó như gần như ăn trộm vậy đó. Thôi. Ăn trộm. Cái gì? Chị nói ăn trộm. Tôi nói không không vậy đó, ăn trộm. Mặt mua vậy ăn trộm hả? Chứ mặt nào mới ăn trộm? Thì vừa phải rồi nha. Hả? À? Nè. Gì? Hồi đó tới giờ tôi nhịn chị. À. Nha. À. Tôi thấy chị là chân yếu tay mềm, phận đàn bà con gái. Chứ. Nhưng mà hôm nay tôi tiếp tục nhịn chị. À. Phèn. Rồi, hứa con. Trời ơi, nhìn tôi bằng cái này. Trời ơi, ác lắm. Mày thấy chưa? Mày thấy chưa? Rồi ra thấy không? Mày thấy chưa? Mày thấy chưa? Phèn. Phèn. Không sao đâu. Nó đối với thú vật đó, nó làm sao mày làm y như vậy? Nó tưởng mình đồng loại, nó không có cắn. Mẹ hùng. Hả? 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 Chủ mày đem mày ra hù hả? Chó nhà ông mà cắn ai? Nó cạp cũng không nổi nữa chứ đừng nói nó cắn. Mày chạy đi má! Mày có hy sinh chưa? Mày chạy đi má! Má đi đâu? Bây giờ trước khi đi để cho má nói câu mày đứng đi mày thấy ông đang nghênh tao quá. Ông á, chờ đi. Tôi nè, 10 năm trả thù chưa muộn, quân tử mà chờ đi rồi sẽ biết hậu giận của mình.
mày sẽ biết tại sao mày sẽ thấy sự trả thù của quân tử 10 năm. Trời ơi! Trời ơi! Cái bản thảo của tôi, tâm huyết của tôi, trời ơi, con phèn mất dạy. Đồ con phèn không có giáo dục. Trời ơi, tôi nhặt nó như là nhặt xác bướm cành lan nơi đây. Trời ơi, như vậy là một cái thái độ này nữa để cho ta ra tay một cách không nhân nhượng. Tao đã thù mày lâu lắm rồi, cái con phèn kia. Mày coi tao trả thù mày với chủ mày nè. Hồi nãy từ bên trong tao còn do dự, tao chưa có quyết định. Nhưng mà sau khi mày tàn phá cái tài sản quý nhất của tao, thì tao nhất định tao trộn tao theo với bả đậu cho mày. Mày ăn xong xuôi rồi tao cho mày đi 3 ngày 3 đêm. Lúc đầu thì mày chạy, lúc sau thì mày bò. Tới giai đoạn cuối mày chỉ có lớp và mày kêu cứu thôi con ơi. Đáng lý ra tao chỉ làm con nữa, nhưng vì cái hành động cuối cùng của mày là một cái sự mà hết sức không nể nang con người. Vì vậy mày là con chó, cho nên tao quyết định tao trộn hết. Tao trộn hết để cho mày đi mà không còn cái giống gì để đi. Rồi ông chủ mày nội mà chăm mày không thì con mắt nó thụt vô 8 mét. Nội mà dưỡng 3 cái của mày thôi là chủ mày cũng khỏi cần nẹt bô nổi nữa đi con. Mày hả mày? Tao vô tao lấy thêm nữa. Mày nha mày, mày chờ đi. Trời ơi đừng có chọc đến đàn bà. Phụ nữ mà trả thù ghê lắm. Từ bà đậu trở lên không mà con. Má! Ủa sao tự nhiên luộc thịt rồi để ngoài này trời? À mà lâu lắm ăn thịt luộc á, làm miếng thử coi. Cũng ngon chứ bộ. Làm miếng nữa coi. Ngon dữ vậy, nhưng bỏ cái này không cho ăn à, tuyệt tình luôn chứ, kỳ cục ghê. Nút cho ổn, tôi chọn nhai ổn. Con đã nói từ từ nhai không nuốt. Mang bị sao vậy? Con tôi, trời ơi, rồi đây kẻ đầu bạc sẽ tiền kẻ đầu xanh. Trời ơi, không phải lỗi tại tôi, không phải lỗi tại má, tại con ăn mà con không chịu hồi. Là chuyện gì má nói gì con không hiểu hết chị? Trời ơi, má chính tay má đã đầu độc con rồi. Thuốc đó chỉ để dành cho con chó bên kia ăn chứ không phải để con ăn. Vì gì trong đó là bá đầu. Trời ơi. Sao? Má giỡn con hả má? Không, má đâu có giỡn với con thấy trong người con sao? Con ơi! Ôi ra tao mọc, má xuống tới đây ói gì nữa trời? Má giỡn sao đây? Con thấy sao? Con ơi cấp cứu nghe, má kêu cấp cứu. Má! Chờ con xíu. Chờ con làm gì? Tránh ra đi vô nhà. Mình phải tiêu hủy chứng cứ để thôi công an tới lấy dấu vân tay. Và trời ơi, chị sẽ điều tra làm cái này là cái này là chết mình luôn. Trời ơi. Trời ơi, con như thế nào rồi? Mà sao con lại đóng cửa mà con không trả lời mẹ? Con... Trời ơi, sao con không nói mà khi con la lớn quá vậy con?
mẹ yếu tim đó. Con à, nhột, mẹ biết là con oán hận mẹ, con đi con mệt lắm. Nhưng mà con được nhột, nói nghe nè, mẹ, con đừng có làm vậy, thà ở sau, ở trước là con mất dạy lắm đó. Đi có chút xíu mà bịt mặt luôn à hả? Em phải con chị. Chứ ai? Vậy em là ăn trộm. Em là ăn trộm. Thì biết rồi mà. Đó. Ăn trộm vô đây chi á? Vô đi ăn trộm. Ủa, trộm thả mặt làm gì mà nổi? Quên hết rồi. Ồ, che lại đi, che giùm vô. Thôi, lỡ thấy mặt thấy luôn rồi. Mà ăn trộm vô đây làm chi? Vậy tiền và vàng bà được không? Tiền với vàng, bây giờ vậy nè, trộm ơi, đằng nào thì trộm cũng vô rồi. Chúng mình cũng đã đối mặt nhau. Ờ. Please sit down. Lao xích đu. Ngồi xuống đây tâm sự chút xíu đi rồi trộm sao được không? Được, tôi bằng. Cô rảnh hả? Rảnh ra đây ngồi tâm sự với bà hả? Ngồi xuống đây. Ngồi xuống. Ngồi trên kia cho nó sang sao ngồi xuống đây. Ra đây. Rồi làm gì? Chói bà lại làm gì? Trộm chói làm chi? Chói mới ăn trộm được chứ bà nội. À, ăn trộm là phải trói. Đúng rồi. Vì mai mốt mà tôi có viết chuyện trinh thám, tôi sẽ viết cái tình tiết này vào ăn trộm phải trói. Bà nín. Coi chừng tôi giết bà chết đó. Nói. Giết tôi là làm sao biết được chỗ tôi để vàng bạc mà ăn trộm đúng không? Ờ, sao ngu vậy trời, trời. Sao vậy? Đâu mà không nói được. Nói gì? Nói tiền vàng ở đâu, nói. Tiền vàng của tôi hả? Tiền vàng ở đâu, nói. Từ từ tôi mới nói la quá, hết hồn sao nói được. Tôi thích nhẹ nhàng, hỏi tôi nhẹ nhàng chút được không? Chị. Ừ? Khỏe không chị? Khỏe. Tiền vàng để đâu ạ? Con ơi, con đi con ơi. Con ơi. Mày là thằng nào? Mày là thằng nào? Mày chết chắc rồi. Ăn bắp mà cũng thức hả mày? Má mày hạ độc chính xác thiệt á. Trời đất ơi. Qua đây, hai mẹ con chung chỗ đi. Trời ơi, đi ra làm chi vậy? Ông ở trong ông đi đây. Cho nó hết đi, ông. Ủa? Ra đây làm chi? Đây. Làm cơm má mà. Trời ơi, đau quá, nhẹ nhẹ. Trời ơi, trộm có lương tâm chút đi trời ơi. Chối quá, tay tôi tê rồi, tay đâu tôi mở tiền lấy vàng cho ông. Giờ nói đi. Tiền vàng để đâu, nói. Thằng này nó biết, nói nó hỏi nó đi, nói người ta nghe đi. Ủa, tiền má mà tự nhiên hỏi con? Đâu có, đưa cho con rồi, cái lúc có trộm là đưa cho con. Hồi nào má xạo quá à. Đây. Tôi đi ăn trộm nghe hai mẹ con gây lộn nhau hả? Hai mẹ con bây giờ là bất lực như nhau rồi mà còn bị đặt là lăn xăng hả? Nói, tiền vàng cái đâu? Tiền, à, nói đi. Tiền vàng tôi để ở đâu? Thì để đâu? Như trên gác của tôi trên lầu. Bà để trên gác á? Trên gác, trên đầu là gác, trên đầu là nãy không hiểu gì trơn rồi. Ở trên gác là đi thêm miếng nữa lên tới trên lầu. Trời ơi, trên lầu nó rộng thênh thang à. Đúng rồi, trên lầu nó rộng thênh thang. Hình như tôi để... Ở đâu? Ngay chỗ đò. Ngay chỗ đò? Trên lầu có đò bà nội. Đò là cái gì? Đò là cái gì? Đò là tiếng Anh kêu bằng cái cửa đó. Cái cửa không? Nhiều cửa, biết cửa nào hả? À, con cửa một à. Có cửa à, trên đó không có toilet. Không có toilet đâu. À, cửa đó đúng không? Cửa chính, dạ. Có cho biết. Bà không được có giận hờn gì tôi hết trơn á. Anh trộm ơi, anh đổ mồ hôi lắm rồi, anh lau bớt đi để thì, anh đỡ mệt. Thì đổ mồ hôi mới có tiền chứ. Nè. Hai người thông cảm cho tôi. Ừ. Số tiền của hai người tôi cướp được á. Là tôi lo được cả gia đình tôi luôn á. Cuộc sống thì bây giờ á. Thì gia đình của anh mà lo được là cả gia đình tôi chết đói đó. Thì đó là vậy đó. Vậy đi. Bà cũng biết mà. Xã hội bây giờ á. Đúng rồi. Giàu thì nó ghét. Đói rét thì nó khinh. Dạ. Thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt. Còn tôi phải ăn trộm thôi. Trời ơi, hay quá. Anh ơi, em có lời khen. Anh chọn con đường trong sáng quá, thanh cao quá. Anh có hoàn cảnh, nói chung anh ăn trộm có hoàn cảnh. Đúng rồi. Dạ. Bà biết không? Không. Tôi chưa nói sao biết được. Đúng rồi. Bây giờ tôi nói nè. Dạ. Tiền đối với tôi rất quan trọng. Đúng rồi. Bởi vì sao? Mặc dù tôi biết. Ừ. Tiền là tờ giấy ấy mà. Trời. Bột màu tô vẽ hoa văn mỹ miều. Trời. Ấy mà sức mạnh bao nhiêu. Thiếu tiền thống khổ tiêu điều tình chân. Trời ơi. Nó là sức bật nghiệp thân. Nó là sức khỏe ân cần người ta. Nó là công lý gần xa. Nó là ý chí của nhà công tâm. Bao người tiền thiếu lễ thầm, bao người tiền đã tàn thân úa đời. Trời ơi, đồng nghiệp, đồng con nghiệp. Ơi, má có đồng nghiệp rồi con ơi. Tôi biết, nhà mà... thơ hả? Thơ. Tôi cũng bái thơ lắm. Đây nè, tháo tháo cho tôi đọc thơ cho nghe. Đọc thử đi. Tháo đi, tôi đọc cho nghe. Hả? Thơ. Thơ đi. Nè, tôi thơ về hoàn cảnh anh nè. Hoàn cảnh tôi biết vì sao anh ăn
trộm nè. Vì sao? Tiền không có, ngồi trong xó, nhục như chó. Đúng rồi. Nhà thơ tiền trộm, đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Nhà thơ, tháo cho tôi đi. Tháo. Tôi biết mặc dù là ăn trộm là có tội lớn lắm, nhưng mà tôi phải ăn trộm thôi để tôi cứu gia đình của tôi. Biết rồi, tôi biết. Hãy cứ im miệng. Không. Im lặng. Nhà lớn rồi, giết chết đi chưa? Im lặng hay chưa? Trộm hả? Yes, I am. Who are you? Who are you? Hàng xóm. Hàng xóm. Hàng xóm. Hàng xóm à? Hàng xóm thì phải chết thôi. Yeah. Làm gì mệt dữ vậy? Bị bệnh tim. Tim của dữ vậy? Tự bảo vệ. Bây giờ làm sao? Lửa là phải hỏi. Ra tay đi. Chưa thấy thằng ăn trộm nào ngoan ngoãn vậy hết á. Cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn chú Phú. Cảm ơn anh chó nhiều. Đó, con nói máy rồi. Bán bà con xa, mua láng giềng gần mà. Biết rồi mà. Trời, anh Hán sờ mới quên anh hàng xóm. Anh hàng xóm tha lỗi cho em nha. Trời ơi, hàng xóm ơi, xin lỗi anh nghe, bấy lâu nay thì tôi cũng có lỗi. Từ đây trở đi, tôi phá cái hàng rào này. Rồi tôi ở bên kia, anh muốn bô của anh muốn nẹt, muốn đập nhiều đập nha. Rồi tôi không nói gì hết trơn. Trời ơi, khi nào anh không đập, anh không nẹt, tôi mới làm thơ nha anh nha, được không anh? Mai mốt tôi á, cũng phải nẹt bô nhỏ nhỏ lại. Cho chị làm thơ cho ướt át đó mà. Chú Phú đừng nhầm con nha. Anh chị, con em của em sao? Bắt nó lên hương. Bác phường chi nhờ em mà hàng xóm đề quỳ với nhau. Con dao nè, dao gì? Con dao giả vô, anh chưa gây án gì hết trơn. Ông vậy hả? Chưa gì hết trơn hả? Qua anh kia coi qua đây chưa có hết hả? Dạ dạ. Vậy là nhờ đây mà nói kết tình thân đó hả? Đúng rồi. Đi đâu thượng dao giả. Vậy nè, dao được khoan hồng. Được, được. Nè, dao giả nè. Thương không? Rồi bây giờ cắt cổ giả rồi được. Cắt cổ giả. Lê Khánh. Dạ. Những lúc rảnh rỗi em thường làm gì? Những lúc rảnh rỗi thì em thường ngủ. Hả? Hèn chi. Sao? Cái mặt em nhỏ không phải không anh? Không có nhỏ, người ta gọi là bự chản. Nói chơi vậy thôi. Những lúc rảnh rỗi em sẽ đi uống cà phê với bạn bè, hoặc là đi xem phim. Xem phim hài em rất là thích nha. Hoặc là những cái tiểu phẩm hài của chương trình Danh Hài Đất Việt đó anh. Anh rảnh rỗi anh có để ý hàng xóm của anh không? Trời ơi có chứ. Vậy đó anh là trùm nhiều chuyện của xóm mà. Kể em nghe đi. Sao? Biết không, ở hàng xóm anh á có một cô bé, tức là rảnh rỗi thì cô ấy thích xem tivi, thích xem phim, nhưng mà có một điều lạ là cô ấy hay lẫn lộn giữa cuộc sống và phim ở trong tivi luôn. Ủa sao cô bé đó giống cái tivi quá vậy anh? Ủa là sao? Là tivi có nhiều kênh, cô bé có nhiều cảm xúc. Trời ơi, nhưng mà vấn đề đáng nói xảy ra là khi đang xem tivi vậy đó, có một người hàng xóm đi qua tám vài câu thôi, thế là cô liên tưởng đến hoàn cảnh gia đình của mình, liên tưởng tới chồng của mình, rồi rất nhiều chuyện sau đó đã xảy ra vô cùng bất ngờ. Chồng hay người yêu? Cậu nó đâu đó, ở trong đó là chuyện tình cảm của mình gì đó. Ồ vậy đó hả? Sao cô bé đó cũng không có thực tế gì hết vậy anh? Không có phân biệt được thực tế và phim ảnh và những lời người ta nói đàm tiếu gia đình vậy, sao không có được? Vậy mới là vấn đề đáng nói. Và em có biết cô bé đó như thế nào không? Dạ muốn chứ. Thế còn quý vị khán giả, quý vị muốn biết hay không ạ? À? Muốn biết mời quý vị đừng rời khỏi màn hình. Chúng tôi mời quý vị cùng đến với nhạc phẩm Anh Muốn Em Sống Sao, một sáng tác của Chi Dân với phần biểu diễn của Bảo Anh, phần minh họa của Vũ Đoàn DK cùng với Phi Phụng và Hùng Trần. Bảo Anh ơi Khoan, từ từ, rồi hết thì... Trời ơi, cái vô duyên vậy trời ơi. Tính qua canh coi đoạn cuối mà rốt cuộc hết vô duyên lắm nhất à. Tức dễ sợ là hồi sáng này gây lộn với chồng đó, nên không có coi được cái tập tiếp theo. Trời ơi em ơi, em coi em thấy sao? Con nhỏ này có bị chồng nó đuổi đi không? Ông già chồng đuổi đi không? Hả? Trời mà thấy thương quá trời ơi. Nó bán cá, nó nuôi chồng, nó làm bác sĩ. Vậy mà bây giờ là bác sĩ rồi đi, bây giờ phản bội, manh tanh phản bội. Một lúc hai ba con. Trời ơi, sao không coi mà biết hết trơn vậy?
Trời ơi, chị đang theo dõi, bữa nay cái tập này không có coi được. Ê, ê mà, em có để ý không nha? Cái thằng kép ở trong cái phim đó đó, sao nó giống chồng em quá trời quá đất luôn. Vậy hả, chồng em đẹp trai dễ sợ. Ê, nói nghe, không phải chị nhiều chuyện nghe, nhưng mà cái chị quan tâm tới em nghe. Bữa hổm tao đi, tao thấy bữa trời mưa đó, giống chồng em lắm. Tụi nó bảo hiểm, chở nhỏ làm sao mà nó đẹp hơn em nhiều. Mới phải không ta? Ê, ê, đó là chị thấy thôi nghe, chị nói chị sợ em không có gì, chị nói vậy thôi chứ không có chuyện gì nha. Đừng có rồi chồng về rồi ghen đi. Mà sao tôi giống thiệt đó nghe, để ý nghe, giống lắm đó nghe. Tôi tức quá mà. Về đây, về đây. Em. Ồ, bà xã yêu. Anh mới về. Nhớ bà xã quá. À, ngồi đi anh. Anh có mệt không? Anh đợi em chút, em cất đồ. Anh đi nhậu với đồng nghiệp mà. Đồng nghiệp nào? Em nghe nói là anh đi với cô nào mà. Thôi nha, từ nay tới đi á, em mà còn như vậy á thì mình chia tay đi. À, ê. Ủa, cái gì á? Cái gì mà mặt hầm hừ vậy? Hai trong cái lỗ mà. Cái gì vậy? Đúng là đàn bà mà. Đàn bà rồi sao? Gì kỳ á? Đúng là đàn ông mà. Lạ quá chị. Em cái vụ gì vậy? Một hai trong cái lỗ hả? Thì chị nói đó, ra gặp cô nào chở đi đó em. Bấm xâm nãy giờ phá nhà này. Hiểu lầm. Trời ơi, chị thấy nói người giống người thôi. Cái người đó không phải là chồng em mà chồng chị. Trời ơi, em phải rồi. Không ơi, không phải chạy chị nữa không? Vẫn chung mê trốn đây. Để anh vội đến và rồi vội đi. Vậy chị anh thấu hiểu rằng em đã yêu anh rất nhiều. Hạnh phúc đâu sẽ kiếm tìm, em cần đứng đây chờ anh đi tìm. Lúc em không còn ai hết, hãy ở yên em sẽ đi kiếm. Bởi em yêu người vô cớ, vì đã lỡ nhận hết đau buồn. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống sao? Chỉ đến đây đêm lúc buồn, vậy những ngày vui anh về nơi đâu? Anh chỉ đến đây đêm lúc say, vì hết say anh đâu ở đây? Anh là ai đi qua chốn này? Còn em là ai trong cuộc đời anh đây? Nói đi anh người ơi, vì sao anh đã yêu em như vậy? Nói đi anh người ơi, vì sao anh đã Thưa quý vị, âm nhạc mang mọi người đến gần nhau hơn, giải tỏa những nỗi niềm trong cuộc sống và lời ca tiếng hát luôn luôn mang đến cho chúng ta những giây phút thư giãn thoải mái. Dạ đúng rồi, chính vì vậy thì mỗi ngày em chọn một niềm vui, chọn tới chọn lui. Hết giờ rồi. Ủa sao kỳ, em chưa chọn gì hết mà. Tại vì em cứ chọn mãi mà nó hết giờ rồi. Thôi để anh chọn cho em nè. Anh chọn giùm em đi. À, có nghĩa gì đâu một buổi chiều, Lê Khánh ra ngoài ngồi xem bói, bói hoài bói mãi không người yêu. Hết tìm. Anh là nhà thơ. Chính xác. Ô, nhà thơ đứng kế nhà thờ. Chắc là bàn thờ mấy hồi ha. Chứ còn gì nữa, nhà thơ làm thơ lặng nhất à, ai mà chịu được chứ. Nhà thơ làm thơ không có vui. Bây giờ em kể chuyện vui cho anh nghe mới vui nè. Chuyện vui? Dạ. Rồi em kể đi. Dạ, chuyện là vậy nè. Anh làm gì vậy? Anh cười trước lấy đà. Em chưa kể chuyện vui sao anh cười quá vậy? Ai hả? Nè, hơi kể đi, cười sao? Thì cục quá, kể đi rồi cười nha. À. Chuyện này vui đó. Chuyện là vậy nè. Hàng xóm của em á, là một bà á, ta nói là khó tính dữ lắm luôn á anh. Mà đã dạy nhau còn tin bói toán nữa. Mà phải nói á, là mê tín dị đoan luôn á. Là sao? Tin từ A tính Z, cái gì cũng tin á, cái gì cũng kiêng cử hết. Là thậm chí nha, đi tắm cũng coi giờ, đi ngủ cũng coi giờ luôn. Trời, làm cái gì mà mê tín dị đoan đến mức vậy? Dạ, tin đến nỗi nha, con trai của bả đó, cái gì cũng kiêng cử theo bả mà ế dài luôn á anh nè. Nè, nói cái đó xúc phạm nha. Sao ế đang là xu hướng của quốc tế đó. Ừ.
em hiểu rồi, tổn thương phải không? Thôi đừng tổn thương vậy nè, độc thân không phải là ế mà chờ người tinh tế để yêu. Chính xác. Vậy nè, sao nữa? Con trai của bà thông minh lắm nha, tự nhiên cái khôn đột xuất vậy đó. À anh nghĩ là chắc tới một tuổi nào đó thì não nó phải phát triển chứ. Đúng rồi. Vậy bây giờ chúng ta theo dõi câu chuyện để biết là chàng trai đó thông minh như thế nào. Chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với tiểu phẩm Thiên Duyên Tiền Định của tác giả Ạc Minh, cùng với sự thể hiện của rất nhiều danh hài nổi tiếng, đem đến chúng ta những trang cười thật thú vị và những điều thật bất ngờ. Xin mời quý vị cùng đến với tiểu phẩm Thiên Duyên Tiền Định. Tôi nói chị nghe, chị bớt khó tánh lại đi. Tôi đi rã cặp giò tôi mới tìm được cái mối này. Tôi nói cái mối này nó tốt, thiệt là tốt luôn. Tốt thiệt mới giới thiệu nha. Chị kiếm 1000 người có được người nào như con nhỏ này không? Thiệt không? Nó tốt từ A tới Z. Nó ghê. Tốt từ đầu cho tới chân. Vậy hả? Không có cái chỗ nào mà chị chê được hết. Nhưng mà tôi nói trước nghe không, có cái này mốt chị về nó làm dâu chị đừng có bất ngờ. Dù gì nữa quan trọng không? Con nhỏ này cái gì cũng tốt, nhưng mà có cái tật là nó hay nắng hay mưa bất thường lắm. Trời ơi, tưởng đâu chuyện gì, chuyện đó chuyện nhỏ. Thời tiết mà còn nắng mưa mà anh. Với lại tôi cũng thất thường như vậy đó. Tôi biết, chị cũng hay nắng hay mưa, có nhiều khi chị bảo nữa kìa. Bởi vậy con nhỏ đó bảo đảm không có bằng tôi đâu. Tôi về tôi chỉnh lại từ từ được hết á. Được hết phải không? Được hết. Nhưng mà một cái vố này là vố cuối cùng nha. Ừ. Đừng có nói tôi là kêu tôi đi nữa nha. Quan trọng là hợp tuổi, hợp mạng, hợp cung đồ thôi. Trời sao không hợp? Hợp tuổi nè, hợp mạng nè, hợp cung nè, hợp chi nè. Trời ơi, bây giờ đưa cho tôi mấy cái số đây. Tôi biết, tôi nói thiệt với chị nha. Cưới con nhỏ này về, tôi bảo đảm với chị, con trai chị đụng dương thôi là con nhỏ đẻ. Ê, vậy là nó có bầu trước hả? Gì? Bà, ý tôi muốn nói con nhỏ này là nó mau đẻ, nhưng bà có cháu nội bà ẩm bà bầm. Chứ tự nhiên mới đụng cái giường chưa đụng tới nó có bầu nó đẻ là bậy lắm nha. Con nhỏ này nó sinh năm 1949 á. Con nhỏ này nó lớn hơn má tôi luôn. Nó sinh năm 49 mà lớn cái gì? Trời ơi má, tôi không có sinh năm 49 nữa kìa. Xin lỗi, lộn. Nó sinh năm 94. Trời ơi ba ơi. Được rồi. Lộn một cái đẩy nhỏ lên bàn thờ luôn à. Rồi bây giờ bà kêu tôi đưa cái gì cho bà? Số ngày sanh tháng đẻ của nó. Ừ. Số điện thoại. Ừ. Giấy chứng minh nhân dân. Ừ. Bản số xe đưa hết cho tôi. Má ơi, má cứ giàu chứ đâu phải má làm công an điều tra đâu. Má cần giấy chứng minh nhân dân, bản số xe luôn. Ủa nó gây tai nạn rồi, nó đụng chết người bỏ trốn hả? Nội ông không biết gì hết trơn trời. Mấy cái con số đó là mình cộng trừ nhân chia là liên quan đến nhau hết trơn á đó, hiểu không? Vậy mà tính số phải không? Được rồi, tôi biết tánh bà kỹ, cho nên hồi nãy á tôi có kêu nó ghi lại hết tất cả. Đây nè, nhà của nó ở số 3-2-1-0. Bản số xe nó cộng lại 4 con số rồi ra 9 nút. Chứng minh nhân dân của nó là tôi đọc cho nghe là 01234567 8. Giờ sinh của nó là 9:09:09 ngày 9/9/1949. Ủa 94 quên. Khoan, với chị xí, cái ngày sanh tháng đẻ nó cái gì mà 99 không, nó có lo không ông? Má ơi, hả, nó sinh như vậy là trời định phải không, chứ sao mà lo được, không lẽ nó lo mụ bà? Cũng đúng. Hy vọng là cái này là đúng sự thật nha, không có khai gian nha. Cái này quan trọng lắm đó à. Tôi thề với bà, tôi mà có gian dối gì trong cái vụ bà kiếm dâu này đi ha, cho tôi đi ra đường đi, tôi bị cảnh sát giao thông phạt tối ngày. Có liên quan gì? Thì đó là chuyện xui xẻo. Thôi bây giờ bà lo cái chuyện của con dâu tương lai bà đi, tôi về đó. Tôi dạ, hết nhiệm vụ rồi. Đi ra ngoài tiệm sửa lại cái mái tóc. Tụi thợ nó cắt làm sao mà y như con cá sặc răng. Nhìn mặt tôi giống như là hốt bất liệt. Trời đất ơi. Vô. Oh, cô, vô. Yeah. Come on, yeah. Yeah, vô. Vô, 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 vô. Mày á, má. Đi vô, đi vô. Dạ, vô. Đi đâu hả? Dạ, vô. Dạ, 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 cô vô. Vô đâu? Dạ, vô nhà. Vô. Tán một cái vô mặt mà bây giờ mày đang nói chuyện là mày bỏ cái đó xuống đây. Dạ. Nói chuyện với má mà làm cái gì vậy? Ủa má,
Gì? Con nhìn thấy cái tướng ai mà bần bần như ông Tám vậy má? Ổng á chứ ai. Ủa má, ổng qua đây chi má? Trời ơi, thì mấy ông mai ông mối mà, hiểu không? Ngồi chưa nóng đít rồi đi kiếm mồi rồi. Trời ơi, bởi vậy nói rồi. Cái ông này á, ông suốt ngày nhậu nhẹt không à. Còn mai mối bậy bạ, má đừng có nghe lời ổng nha. Nhậu nhẹt cái gì mày? Má vừa nói là ổng đi kiếm mồi. Trời ơi con ơi, kiếm mồi đây là kiếm mối đó. Ờ quên, kiếm được cho mày nhỏ bá cháy. Bá cháy luôn. Thiệt. Trời ơi con nhỏ tao nói nó hạp với mày kinh khủng. Từ cái số số điện thoại, số này số kia tao nói là số đẹp không. Bữa nào má đi coi bói xong nha, mà má cảm thấy là ok rồi, má dắt mày qua bển coi mắt đó. Thôi má ơi, trời ơi nói với má bao nhiêu vụ rồi, mấy cái vụ mà coi bói mà mấy con nhỏ mà bá cháy của má nó nhìn thấy ghê. Trời ơi con nhỏ thì hả bị hô, nhỏ mớn, nhỏ mà sao lại trong. Trời ơi mà con nào con ấy má biết bá kiểu gì á. Con nói rồi. Mày làm như mày đẹp lắm, nhìn mày chê người ta. Mày nhìn lại cái bản mặt mày kìa. Con cũng có chút nhan sắc giống má chứ bộ. Má con mình mà. Quỷ sứ à. Ủa mà má nè. Gì? Cái vụ mà cưới nhau á, con nói rồi. Cưới nhau là hai người gọi là một trai một gái không? Thương nhau, yêu nhau, tìm hiểu nhau, tình nguyện đến với nhau, gọi là cưới nhau. Đó, tự nguyện chứ má, ép kiểu đó là sao con thấy hạnh phúc được. Mày ngu quá mày ơi, mày không có biết cái gì hết. Bây giờ cái gì nó cũng phong thủy hết con, hiểu không? Mày phải cưới con nhỏ nào mà hợp với tuổi mày, mày làm ăn mới tấn tới. Mày mà cưới con mà tào lao mà không có hợp với mày, mà nó cắt với mày một cái nha, là mày tán gia bại sản, mày còn thiệt mạng, mày chết luôn á chứ ở đó. Má nói hay ghê quá. Tao không hù đâu, cái là thiệt đó. Má nhìn đi, móng chân của má nè, ví dụ điển hình thôi. Gì? Má đi cắt móng chân á, má cũng hỏi thầy bói coi ngày coi tháng xuất hướng nào nữa. Ê con, cái móng chân cũng là một phần cơ thể mà con. Mình cắt mình phải coi ngày chứ không thôi cắt là phạm vô da rồi chảy máu rồi bị bệnh rồi sao. Má hay quá ha, vậy má nhìn kỹ con má một lần nữa đi. Gì? Má nhìn cái bộ đồ này coi. Nó như tát thẳng vô cái tính đàn ông của con vậy đó. Tự nhiên 2015 rồi má bận áo dài này con đi đâu. Mày quê quá, bây giờ người ta bận toàn là ba cái đồ hở rúng hở bụng không à. Thứ nhất là nó tổn hại đến sức khỏe, gió nó vô làm sao. Còn cái này mày bận này nè, coi nè, thấy không? Kính cổng cao tường, gió nó không có vô được mày. Mà mày ơi, mày hộp màu đỏ, mày hộp kinh khủng lắm. Mày thấy không, mày từ khi mày bận màu đỏ vô, mày không có bệnh hoạn, không có giặt giảnh gì hết trơn á. Trời ơi, nghe lời má, bận áo dài cho má, nghe không? Vậy còn cái đầu phách sừng này của má là sao? Mày khó nuôi. Thiệt, mày nghe lời má, tại vì hồi nhỏ mày khó nuôi quá đi. Tao đi coi thầy á, thầy nói là tóc của mày phải để dài dài, che cái lỗ tai lại, để gió nó không có vô, hiểu không? Bởi vậy má phải để tóc con dài vậy nè. Hên quá ha, nhờ má design con bộ này là cái tóc này nè. Giờ tụi nó trong trường gọi có một cái biệt danh luôn đó. Biệt danh gì? Tưng tươi tỉnh. Tỉnh quá mà má. Trời ơi, 2015 mà để bộ đầu này nè. Sao má thấy đẹp mà. Thôi má làm riết rồi con vô trường thì tụi nó coi con như là một cái động vật quý hiếm cần bảo tồn vậy đó. Ai mà dám lại gần con nữa, con ế già luôn á. Má này, từ nãy giờ á thiệt á tao nhịn mày nha mày. Tao á thiệt á, kêu cái gì thì làm cái đi. Cãi có ngày á là chết á chứ phải giỡn đâu, như ba mày vậy đó. Trời, nữa rồi nhắc ba con nữa. Thôi không nói chuyện với má nữa. Con đi vô nghe nhạc, vô. Con vô nha má, vô. Con đi nha má, vô. Má lại coi bói nha má, vô. Thằng cũng như thằng điên vậy trời. Bà Bảy thì nữa, sao giờ này bà chưa có qua ta? Alo, Bảy hả Bảy? Tôi nè, có gì không? Sao giờ này chưa qua nữa? Trời ơi, bóng thăm chưa? Cái gì vậy, bóng thăm gì? Còn khách hả? Bóng thăm lấy số chưa, chứ bây giờ bên tôi là số 101 rồi đó nghe. Chờ vài mấy tiếng đồng hồ được không? Ủa đông lắm hả? Ừ. Vậy thôi khỏi đi, tôi kiếm người khác. Ê, quang. Tôi qua liền. Ừ. Bà nội này là chuyên gia. Sao? Trời ơi. Bà tôi thì có khách khứa thân thuộc quá rồi. Nghĩ sao mà làm giá cho tôi vậy? Trời ơi, bây giờ cái gì cũng phải nói thách thì mày nói thách chút xíu chứ. Sao? Trời đất ơi, cái gì vậy trời? Khi tôi qua coi bói, gì đó mà không có hương hoa trà quả gì hết trơn vậy bà?
Thì một chút nữa đi rồi tôi đưa tiền cho bà tự về là bển mà cúng giùm tôi. Đó, tôi chịu lẹ làng như vậy đó. Rồi sao? Cái gì? Tôi có cái số. Số sao? Cái số con nhỏ con dâu tương lai của tôi. Coi, coi. Đó, nhiều số lắm bà coi, bà cộng trừ nhân chia làm sao á. Trời đất ơi. Cái số con nhỏ này nghe tôi chưa từng thấy bao giờ nghe. Sao nhưng mà tốt không? Cái tốt hay không mày phải coi lại mới biết được. Coi giùm tôi. Trời đất ơi. Gấp tôi đi. Gấp coi hả? Ừ. Muốn người ta coi mà không thấy thành tâm thành ý vậy. Không, tôi thành tâm lắm, tôi đang chờ bà nè, bà coi giùm tôi đi. Má ơi, nó thành tâm mà nói vậy mà không hiểu, cái việc gì cũng phải đầu tiên. Nói vậy mà cũng chưa hiểu nữa là sao người ta biết là ta thành tâm cho mình được. Là tiền hả? Không lẽ nó quỵt tẹt ra hả kỳ? Tiền bạc suốt ngày hả? Tôi làm việc gì tiền mà. Rồi, bao nhiêu? Trời ơi, còn hỏi nữa, tùy lòng hảo tâm. Rồi đó. Vậy đó hả? Ừ, cái gì phải lẹ làng không? Cái số này phải không? Ừ. Lẹ tôi đi con, chút ông Tám hôm qua bây giờ. Đợi chút xíu bà ơi. Cái gì vậy má? Trời ơi, muốn lên thì phải coi đàng hoàng. Hey! Mệt ghê luôn. Trời đất ơi, ta nói. Hey! Bốn tên định tế thình vuông, cạnh nhân chính giữa nó thường nằm đây. Chu vi thì tính thế này, cạnh ngay nhân bốn. Đúng rồi em ơi. À, gì vậy má? Trời ơi, tôi kêu coi bói tự nhiên cái gì vậy? Toán học ở đây vậy bà? Tôi lộn qua bên toán học. Trời ơi, xin lỗi, làm lại chứ làm gì vậy? Hey! Hỡi các thần lên, hãy tụ họp về đây. Thần sông, thần núi, thần biển, thần chứng khoán. Thần chứng khoán, bà la hãy về đây. Coi giùm ta coi. Ra chưa? Bảy, ra chưa? Cái gì? Ra chưa? Ra cái gì? Ra kết quả chưa? À khoan, chưa mới lên phần nửa hả? Cái gì? Bà làm quá, từ nãy giờ mới lên phần nửa hả? Tại sao vậy ta? Ngồi lâu sanh tự kỷ, ngồi đồng mất thời gian. Tại sao mình không nhờ email? À phải rồi, mình phải nhờ ông thầy, nhờ công nghệ tra ra cái số con nhỏ này như thế nào. Đúng rồi, coi bói mà cũng phải nhờ giả vậy đó hả? Bây giờ tại cái số này nó lạ lắm, nó lớn lắm, cho nên tôi làm tôi ớn lắm đây nè. Đợi chút xíu coi ra nghe. Hả? Risa? Gì bà nói gì? À. Không. Tôi đâu nói gì đâu. À. Không, tôi đâu có nói gì đâu mà bà. Trời ơi, tôi đã nói bà, tôi đang nói cõi trên đó. Nói chuyện này lớn lắm. Bây giờ không có thể mà nói liền được đâu. Phải về bàn bạc, họp coi, lấy cái quyết định chính xác mới xuống. Thôi bây giờ về trước nha. Cái gì vậy? Trời ơi, bà gấp giùm tôi đi, ông Tám không nói là cái con nhỏ này đặc biệt lắm, hiểu không? 1.000 người mới có một. Đúng rồi, đặc biệt lắm. Bây giờ tôi qua đây tôi hỏi chị nè, chị có làm hay không? Bây giờ bởi người ta hỏi, người ta kêu đưa kết quả là có chấp nhận không là cưới cái rụp liền. Là, 7, nhanh 7, nhanh 7. Ơn ơi, người ta nói cái chuyện này nó khó lắm, không phải là cho quyết định chính xác liền. Phải chờ đi, trời khổ ghê. Chờ ơn trên hợp cái anh. Chờ hợp cái gì hết chuyện mà tin vô con mẹ mà có đâu bông đeo hai cái bầu hết. Ê, ông kia nghe tôi làm ăn, ông được nói này nó nọ, nói nghe nè. Bây giờ cái chuyện gì cũng có giải quyết rồi. Bây giờ mình đi học cửa tránh không được, mình đi cửa sau đi. Cửa sau đường nào bà chỉ tôi đi, bà chỉ tôi đi. Đường tiền cửa sau cái gì? Bây giờ bà vẽ ra nữa hả? Vẽ cái gì? Ông nín đi giùm tôi cái đi. Bây giờ muốn có chuyện gì cũng vậy, việc đầu tiên tiền đúng không? Đúng rồi. Bây giờ bao nhiêu nữa? Chắc đi đem đủ vô trong lấy đi. Vô trong lấy hả? Vô trong lấy đi. Bây giờ đúng ở đây hết tiền rồi. Để tôi vô trong tôi lấy nha. Nha nha. Bà chờ tôi nha. Có cái gì bà đi cửa sau giùm tôi nhanh nha. Anh Tám ngồi chơi chờ tôi xíu. Được rồi. Cái gì? Dạ dạ kia. Nè, đừng có làm lỗi chuyện tôi nha. Đừng có làm lỗi chuyện tôi đang coi cho bà. Ông bà làm gì? Nín nha. Nín bà gì? Mà làm bể cái chuyện tôi bà cũng coi chừng tôi đó nha. Trời đất ơi, làm bể chuyện. Giật hai cái bầu ve trong môn bà xuống liền á, chứ đừng nói dữ. Không, tôi nói cho ông nghe. Người nào làm người nấy hưởng nghe. Nghe, ông muốn cái gì?
Tự nhiên ông muốn phá tôi hả? Tôi không muốn phá. Ông phá nghe tôi dặn họng ông liền à. Dám dặn không? Trời ơi, cõi trên giết ông luôn á. Cõi trên nào? Bà không có cõi trên gì hết. Bà ở cõi dưới không đó. Thôi đừng có nói nhiều. Bây giờ sao? Hợp tác làm ăn. Chuyện gì? Vụ này bà mà nói vô chuyện này thì tôi sẽ chia phần trăm cho bà. Tại sao không chịu nói? Tôi tiền là trên hết. Tôi sẽ bật không bật mí với ai. Ngay cần trí lên đầu tôi mà tôi suy nghĩ gì đó cũng không biết nữa trong hay. Hứa thì nhớ nha. Đi đây. Tiền bây giờ đâu liền hả? Chứ sao? Đẻ lên đi, tôi sẽ về tôi nói bà vô cái mối này. Đẻ lên. Đây, giờ tôi dặn bà. Bà nói làm sao mà thằng con trai bà nó dớp cái mối này được. Ừ. Bà cũng chấp nhận bà cưới nhỏ này. Sao? Thì bây giờ tôi đưa trước tiền cọc bà 1 triệu. Được. Nếu mà thành công là tôi đưa bà gấp 4 lần nữa. Đưa đây lúc đó bà thoải mái bà mua lông nheo bà gắn trên mặt bà để khỏi chớp mắt luôn. Trời ơi, đưa đây cho tôi 1 triệu nghe. 2, 4, 6, 8, 10. Có tiền thì hợp tác vui vẻ. Tôi với bà nhất định phải vô cái affair này nghe không? Hợp tác vui vẻ. Trời. Rớt giày ra mà nãy giờ cũng chưa có ai chịu dậy. Nó ngủ cái gì mà ngủ sai dữ vậy trời. Nhanh lên. Cái gì vậy má? Tao sáng sớm má làm cái gì mà đầm rần rần vậy má? Ngồi xuống. Nhanh. Sao con? Sao rồi? Sao má? Cảm giác làm sao? Trời ơi, mới cưới vậy có mấy ngày má làm rần rần vậy sao ai ngủ được? Mày ơi, mày cứ vợ mày ngủ không vậy hả? Chứ không ngủ làm gì má? Mày với vợ mày á, hai đứa làm sao? Thì đó, vợ kể má nghe. Vợ không có sao hết trơn á, ngủ sáng giờ ngủ mà. Ê vậy mày cưới vợ chi vậy con? Cưới nhau về thì phải giao lưu tình cảm với nhau chứ. Thì con cưới về chủ yếu là hợp với má, đó làm cho má vui. Má cảm thấy vui, con thấy vui thôi. Không con ơi, mình phải giao lưu với nhau thì hai đứa bay mới có thể là sanh con đẻ cháu được. Dạ có má. Có đúng không? Giao lưu vậy. Dạ. Ừ. Tụi con lên chơi xỉm xàm. Tù xì có đứa nào ngủ trước á má. Trời ơi, ơi, tôi có thằng con nó ngu quá vậy nè, trời ơi. Con ơi, mày, thôi để mày mốt mắt, tao dạy cũng không được, nó thiệt tình, tao khổ ghê. Ê, mày đi mướn phim về mày coi đi. Trời được, ơi, nó bậy bạ nữa thiệt á. Không, bà làm sao đi mày ơi. Con hiểu mà má. Nhưng hiểu mà không? Bây giờ, dạ hiểu. Dạ rồi, hiểu ý má rồi. Mày hiểu ý má đúng không? Dạ. Chìm sầm xong rồi mình phải chơi trốn tìm mới ngủ phải má. Trời ơi. Thôi mày ơi, cái chuyện đó chắc là má phải dạy con sao á, thiệt tình á. Thôi mà bây giờ vợ mày đâu? Trời ơi, bả đang ngủ giọng á. Giờ này mấy giờ rồi con ngủ? Dạ, giờ hả? Mới 8 giờ mà má. Trời ơi, 8 giờ mà vô mày kêu nó dậy đi. Nó ra còn pha trà rót nước cho má nữa. Nó để má ngồi từ sáng tới giờ ở đây như chó già vậy con. Dạ. Lẹ lên. Con vô kêu nha má. Kêu nó dậy. Má đợi xíu nha. Nói là ra pha trà cho má, hiểu không? Dạ. Má ơi, xong rồi. Đâu, nó đâu. Nó đâu, khoan. Chờ má. Rồi. Má mộng gì vậy má? Kêu nó ra. Dạ nó ngủ tiếp rồi. Tại vì nó nói với con á là 8 giờ sớm quá. Khoảng 10 giờ hồn mới nhập vô xác má. Xong rồi hẹn má là 10 giờ nó mới tiếp chuyện với má. Tôi có dâu hay là tôi mới rước về thêm bà má vậy ta? Hay là cô vô tâu bà lại nha. Mày vô mày nói nó là má mời nó ra đây, má dâng trà cho nó uống. Dạ rồi, con chạy vô liền, má đợi 1 phút. Dạ xong rồi má. Ra rồi phải không? Lần này có kết quả rồi má. Ừ. Dạ, má ngủ tiếp.
Nhưng mà có tiến triển hơn hồi nãy. Sao? Bà dậy bà ậm ờ rồi bà nói nhỏ con câu này à. Con nói y chang má nói vậy đó. Ừ. Em dậy đi, má anh dưng trà cho em uống. Ông mày nói vậy luôn hả? Dạ đúng rồi, con nói y chang à. Xong rồi bà thả nhẹ lại con câu à. Kệ mẹ. Kệ má, bà không an tâm. Bây giờ mày vô trong đó, mày hối nó 5 phút nữa mà nó không ra, mày tát nó bất tỉnh, mày nắm đầu nó, mày lôi ra đây cho tao, nhanh. Nhưng mà con coi cái kèo này là bà tát con không á? Trời ơi con ơi, là con mày ngu quá trời. Mày không biết dạy vợ, mày cưới vợ mày không biết dạy vợ. Trời ơi ông Tám đâu rồi, ông Tám ơi. Ông dạ. Hại tôi nè, ông Tám ơi. Trời. Dạ có Tám đây. Nó đâu hiện hồn gì nhanh vậy ông nội? Tôi lãng giảng tôi chia sẻ hạnh phúc của ngôi nhà này. Làm như cô hồn vậy đó hả? Lãng giảng vậy đó. Nè đừng có rủa. Sao con mấy ngày qua cưới vợ rồi con gì không thấy sao con? Dạ tươi lắm. Tươi lắm má Tám. Tươi? Dạ con là... tươi. À vậy là được rồi. Mày qua đây. Mày qua đây. Làm gì thủ võ à bà? Nè tôi nói ông biết hay chưa? Sao? Ông nói sao với tôi? Ông nói là con nhỏ này là trong 1000 đứa mới có một đúng không? Nó tốt từ đầu đến cái móng chân đúng không? Mà bây được. Giờ ông coi gần 10 giờ rồi nó chưa chịu dậy, nó chưa chịu ra mà pha trà rót nước cho má chồng nó. Bây giờ tôi kêu nó ra nó nói là kệ mẹ. Trời đất ơi, tôi có tin được cái câu này không? Dạ 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 tin đi má Tám. Trời đất ơi con nghe mà. Bây giờ sao? Tôi bắt đền ông nha. Bắt đền cái gì? Ông nói nhỏ này tốt mà. Thì tốt, hồi đó tôi coi nó tốt. Rồi bà cũng coi mạng, coi số, coi cung, coi chi gì thì tốt hết. Chứ đâu phải mình tôi nói tốt đâu. Trời ơi, nhưng mà tốt việc mạng về cung về chi. Mà cái tính tình nó vậy mà ông đi giới thiệu cho tôi. Cái đó kệ chị chứ làm sao thì tôi biết nữa. Ê, ông ăn nói gì kỳ vậy? Tôi ăn nói sao không được. Ông ăn nói làm như ông phủi trách nhiệm vậy. Không có phủi trách nhiệm. Tôi làm mai là có ăn tiền. Thấy không? Tôi không phải là người không có trách nhiệm. Nhưng mà bà coi lại bà đi. Tôi sao? Trời đất ơi, đứa nào bà cũng chê. Rồi bây giờ bà coi bà thấy hạp tuổi, bà mê bối tó. Rồi bây giờ bà lãnh cái quả này là chuyện của bà chứ bộ. Trời đất ơi, ông ăn nói gì mà kỳ cục vậy? Trời, bây giờ tôi cưới dâu về mà bây giờ dâu của tôi nó ngồi trên đầu trên cổ tôi. Mà bây giờ tôi mắng vô không, ông còn chịu nữa hả? Bây giờ trời ơi, tôi khổ quá vậy nè trời ơi. Bà nín, bà nín, bà kêu nó ra. Bà vô mày kêu vợ mày ra. Dạ, đây. Dạ. Rồi rồi em ơi. Dạ. Ra nè. Trời đất ơi, mới sáng sớm à. Người ta đang say ngủ vô dựng đầu vậy. Dựng đầu vậy phải cho người ta có thời gian để mai kia dê trang điểm chứ. Cái gì đâu mà hối, bực bội à. Người đàn bà ấy đó, không phải gì anh. Má? Kêu dậy sớm làm gì? Đi vô ngủ tiếp đi con. Trời đất ơi, bà là má chồng. Mà con dâu nó hỏi bà như vậy rồi bà cũng sợ là sao? Ừ ha. Bà phải dùng lên chứ. Ừ ha. Ừ. Ông Táo không nghe không? Nó con dâu tôi mở ra nó nạt cái trong mặt tôi kìa, ông nghe chưa? Thấy tôi nghe rồi. Bây giờ ông tỉnh đi. Ông rảnh không? Rảnh. Ông đem nó về nhà má nó đi. Trời đất ơi. Đem nó về. Nó còn kinh nguyên không mà đem về. Chưa chứ. Con. Sao bà biết? Thằng con trai tôi nói là hàng đêm đó hai nó chơi tù xì ngủ coi đứa nào ngủ trước không à. Chưa mặn gì hết. Có nghĩa là tụi nó chưa có làm cái bổn phận duy trì nội giống. Đúng rồi, đúng không con? Dạ. Dạ, được. Con. Đi vô trong lấy đồ, đi về nhà mẹ. Đi, nhanh. Về nhà mẹ làm gì? Đi về nhà mẹ con đó. Không, con thích ở đây. Nó thích ở đây. Thì thích thì bà nuôi. Má nuôi. Thì đúng rồi, má rước con về đây má phải nuôi chứ. Con thấy đúng không má? Giờ sao? Má kêu nuôi. Ra đây làm gì? Má rót trà cho con uống. Thì lại rót đi. Trời ơi, nãy giờ tao nói. Đứng lại. Đừng có khóc. Bưng hai tay đi trịnh trọng. Con lên nhạc nha má. Tèn tèn tèn. Tèn tèn. Thôi mày. Ủa mày cái gì kỳ vậy? Ê, tôi là má chồng của cô nha. Cái nhiệm vụ mà pha trà rót nước là nhiệm vụ của cô nha. Ủa má mới nói chuyện gì kỳ vậy? Hồi trước vợ trong cái nhà này ai pha trà? Má. Ai nấu cơm? Má. Ai quét dọn? Má. Thì bây giờ
giữ y chang vậy đi. Trời ơi, có đâu tự nhiên người mới về nhà cái đẩy hết công việc cho người mới kỳ vậy. Mà nhưng cô mà... ăn hiếp mà mới hả? Trời ơi, nhưng mà cô là dâu mà. Ủa làm dâu chứ đâu phải ở đợ. Anh Tám, ông nghe chưa ông Tám? Nghe, nghe hết. Bây giờ ông xử cái vụ này cho tôi đi. Ông nội tôi xử cũng không được nữa. Nhiệm vụ bây giờ là bà quản lý, tự nhiên bà đổi tôi lần sau. Bây giờ tôi không chấp nhận nó là dâu trong nhà này nữa. Tôi không thể nào chấp nhận mà con dâu nó leo lên đầu của tôi ngồi nữa. Mày. Dạ. Thôi nó liền cho tao. Anh à. Sao anh sao? Em ăn gì vậy? Chưa nên anh nấu à. Bà thấy nó bỏ bùa hết cái nhà bà chưa? Đó. Bây giờ bà trắng mắt ra. Cái gì bà cũng mê tín. Bà nói bây giờ hạp tuổi thì bà cưới. Thấy không? Bà cưới nhầm một con dâu hạp tuổi mà bây giờ nó đối xử với bà như là còn thua ở đợ nữa, bà tính sao? Tám ơi, tôi biết tôi sai rồi Tám ơi. Hồi đó bao nhiêu đứa nó lại đây nó muốn làm dâu. Tôi chê ổng chê em. Bây giờ tôi gặp ngay con quỷ kìa trời ơi. Tôi giết người mà ổng ở tù tôi giết nó chê. Trời ơi đừng nói vậy, đứng dậy đây tôi nói nè. Tám ơi bây giờ sao vậy? Cái tánh của bà nó như vậy. Cho nên tụi nhỏ nó mới lỡ duyên lỡ nợ nó. Chính vì vậy cho nên thằng con của... Mày nói đại đi mẹ. Dạ. Chính vì vậy á, nên con lại bác Tám nè mới nghĩ ra cái mưu kế này đó. Để cho má thấy. Đó, má cưới một người hợp tuổi, hợp mạng, hợp số gì với má đó. Mà không có hợp với con, sống sao được. Má coi nè. Khoan, xí. Mày nói cái gì tao lùng bùng lỗ tai, tao không nghe. Trời ơi, thì nãy giờ tụi con giả bộ với má thôi. Chứ tính tình của vợ con á, hiền lành nết na lắm. Phải không em? Mày sống đúng bản chất mày coi. Dạ đúng rồi má. Tại vì chú với anh muốn con làm vậy để cho má sáng mắt ra, chứ tính tình của con không phải vậy. Nó đóng kịch để cho bà trúng kế. Mà bà trúng kế thì bà mới nhìn ra được cái sự hủ lậu mê tín của bà. Nè, bà nhìn đi. Ba người hợp lại chơi tôi hả? Chứ còn gì nữa. Bà nhìn đi, không phải chơi mà muốn làm để cho bà thức tỉnh. Bà nhìn đi, con trai bà, con dâu bà, tụi nó đẹp đôi không? Thấy không? Cái này là thiên nhiên tiền định. Thưa quý vị, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Đình Toàn và Lê Khánh luôn luôn mong muốn mỗi ngày quý vị có thêm nhiều thang thuốc bổ để nụ cười luôn nở trên môi. Nụ cười làm ta tươi trẻ, tăng cường sức khỏe và đừng bao giờ tiếc bất cứ điều gì để giúp chúng ta cười quý vị nhé. Nhưng bây giờ thì có một điều rất tiếc mà Đình Toàn, Lê Khánh phải thông báo, đó là thời lượng chương trình của chúng ta hết rồi. Nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Danh Hài Đất Việt tiếp theo. Còn bây giờ thì Lê Khánh và Đình Toàn xin được chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Toàn và Lê Khánh chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Danh Hài Đất Việt. Anh Đình Toàn thân mến, nếu như một ngày nào đó anh yêu một cô gái rất là say đắm nhưng mà không may bị cô ta từ chối thì anh có bỏ cuộc không nào? Sao ôi, vậy? Sao mới mở đầu mà hỏi câu nghe xui xẻo vậy? Thì biết đâu được, chuyện gì cũng có thể xảy ra nè. À, nếu như có chuyện đó xảy ra thì anh Toàn làm sao bỏ cuộc được? Mình phải tìm mọi cách để chinh phục trái tim của nàng chứ. Cách nào anh có thể chia sẻ với khán giả của chương trình được không? Ồ, hãy trở thành một chàng trai thông minh với thật nhiều bí quyết và bí kíp. Đêm gò cửa trái tim. Vang em được vào đúng không? Chính xác. À, hay quá ta. Rồi sau đó thì sao nào? Trời Khánh ơi, em dở quá. Em cứ bước vô nhà, ngồi xuống cái đã. Hiểu không, mọi sự tính sao? Ồ, ngồi xuống trước, rồi đuổi ra sau cũng không muộn đúng không anh? Cứ ngồi xuống được là tính, em kiếm an tọa đi. À, nhưng mà dù sao đây cũng là một bí quyết rất là bổ
bổ ích cho những người đang trên đường tìm kiếm một nửa yêu thương của mình đúng không quý vị? À, phải rồi, nghe Lê Khánh nhắc thì anh Toàn nhớ đến một bài hát rất dễ thương, kể về một chàng trai rất thông minh đã tìm mọi cách để chinh phục trái tim người yêu của mình. À, Khánh nhớ nhạc phẩm đó rồi. Xin mời quý vị cùng đến với nhạc phẩm Chàng Vệ Sĩ Của Em, một sáng tác của Nam Du. Ca sĩ Nguyên Vũ cùng với nhóm Cát Ca Đơ Quốc Thịnh chắc chắn sẽ mang đến quý vị những giây phút thật hồi hộp gây cấn nhưng không kém phần romantic. Đặc biệt với sự minh họa của Mỹ Hạnh và kiều nữ chân dài miên man, wow. Phi Phụng. Wow, chị Phi Phụng chân dài miên man luôn hả anh Định Toàn? Chắc vậy. Vâng, và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với nhạc phẩm Chàng Vệ Sĩ Của Em. À, em lâu quá mới gặp, em nhớ anh không? Anh là ai? Anh ha, anh là Vũ nè. Vũ hả? Vũ nào? Trời ơi, mới đây quên hả? Anh năm bữa mình học hồi xưa đó. Hồi xưa hả? Trường Trần Khai Nguyên nhớ không? Hồi xưa anh học á, anh mua ỏi nè, mua cóc nè, mua xoài nè, mua tùm lum đồ chua đó, đem vô em bu là em xin anh ăn á, nhớ không? Nhớ mà không dám nhớ. Ủa là sao? Ủa anh không biết em là ai hả? Biết. Em là Hạnh. Hạnh học lớp 12A5, đúng không? Đúng. Nhưng mà không phải. Anh có đọc báo không? Em nói chơi. Anh làm từ sáng sớm đến chiều tối, mệt lắm cho nên về ngủ. Vậy anh có xem TV không? Có đúng không? Biết em rồi. Anh ở trọ cho nên không có TV. Vậy là anh nghèo tới cái mức mà không có tiền mua TV, nghèo tới cái mức mà không có tiền mua báo luôn đó hả? Nhưng mà anh biết rằng là em chắc chắn là Hạnh nè. Hồi xưa đó, lúc mà em học đó, hay giờ ra chơi đó, em hay mặc cái áo dài chạy cái gì đó. Vậy? Trời đất ơi! Bác Tám! Con nè! Nè! Cậu kia! Tôi không phải là bác Tám mà tôi là Mary! Đừng có thấy xa bác Hoàng làm họ, nghe cậu xê ra đi! Trời ơi, nghĩ sao vậy? Còn con nữa. Dạ. Mary. Con nghĩ con bây giờ con là gì? Con ra phải là người bình thường hả? Con là người nổi tiếng rồi. Phải lựa bạn mà chơi chứ đâu phải mà ai cũng nói chuyện được con. Không có gì vậy đâu. Còn cậu? Trời đất ơi. Làm bảo vệ tôi mà thấy người con gái người ta đẹp cái sáp sáp tới à. Quên cái vụ đó đi nghe chưa? Thứ gì đâu không. Giờ mặt là không ưa rồi nè. Ê! Xảy ra. Anh muốn ăn thịt con má. Ghê quá à. Trời ơi, má mà nó còn muốn ăn thịt chứ huống gì con. Nè, tôi nói cho cậu nghe nghe, cậu cách xa con gái tôi 16m50 nghe. Biết ai không? Siêu mẫu cấp thành phố. Siêu mẫu? Đâu có coi báo, đâu có TV. Đừng có chúc mừng, đây được, đừng có cậu chúc mừng ai hết trơn. Trời ơi, không quen biết thì chúc mừng à. Làm ơn, Sera, đứng đằng kia. Sera. Nghe má dặn nha. Dạ. Không đứng gần nó nghe chưa? Dạ. Má vô siêu thị mới mua mấy cái áo đầm thiệt đẹp cho hai má con mình đi event. Nhớ nha, chứng chờ má nha. Dạ. Cạch cái mặt nó ra nha. Cạch cái mặt nó ra nha. Em
đặt đeo chân hạ. Ơi, tướng sao mà nghĩ bám theo gái tôi, trời ơi. Đó con thấy không? Dạ. Má nói một câu nó nhục mặt nó đi rồi. Đi, tiếng nói gì nữa mà dòm. Dạ. Trời ơi. Cảm ơn cậu nghe. Dạ. Cậu đi giúp đỡ cho mẹ con coi. Bác Tâm. Vậy? Thằng này hả? Dạ. Ê, nè, cua con gái tôi rồi bày đặt dựng hiện trường giả để mà lung lai tấm lòng của nó phải không? Dạ không. Tôi nói cho cậu nghe cái chiêu này nó xưa quá rồi. Anh hùng cứu mỹ nhân hả? Xưa rồi. Bác Tám. Con chứ. Không phải là bác Tám. Mary. Maggie. Nè con. Má nói cho con nghe nha, thời buổi bây giờ không có tin ai được hết trơn á. Nó muốn cua con, nó lai động cái trái tim con cho nên là dựng hiện trường giả nó làm như vậy đó. Chứ mấy đứa ăn cướp là phe của nó không, nó hiểu chưa? Để con sáng mắt nghe. Má ơi, không phải như vậy đâu, ảnh cứu mình thiệt á. Không có nói nhiều, đi theo má đi về. Má ơi, má... con không nghe lời má nữa đâu. Trời ơi, con sẽ đi theo chính con tim của con. Con á sẽ chọn một người đẹp trai nè. Hát hay nè. Cao to nè. Không độ thôi. anh đó chủ yếu là bảo vệ được cho con nữa đó. Trời đất ơi, đồ thứ mê trai. Trời ơi bác ơi, con ơi dạ. Con ba, hôm nay bác đẹp lắm, đẹp thật là lâu lắm rồi con mới gặp bác. Con thích em nói thiệt mà. Cậu làm gì security chứ gì? Trời đất, lương tháng nhiêu mà đòi cưới con gái tôi lấy 3 triệu tháng, trời ơi không đủ để mua được đôi giày nữa cậu. Mơ, đừng có mơ đi nha. Suốt đời làm security thôi. Thưa quý vị, những lo toan bộn bề của cuộc sống đôi khi khiến chúng ta rất khó xử trong rất nhiều trường hợp, như là về gia đình nè, về tình cảm con cái, đúng không Khánh? Dạ đúng rồi anh. À, anh nhắc đến chuyện tình cảm á, làm Khánh nhớ đến chuyện tiền bạc quá. Ok.
Sao kỳ vậy? Tự nhiên tiền cả bạc mà liên quan tới tình cảm. Có gì đâu mà kỳ, anh không nghe người ta nói hả? Tình và tiền sao? Đúng không nào? Ủa nhưng mà liên quan sao? Bí mật, bí mật. Sao vậy? Em mới lượm được cái bóp đầy tiền luôn. Em lượm được cướp đầy tiền? Nhiều lắm anh ơi. Nhiều lắm? Dạ. Sao sao? Có cần anh tư vấn về cái gì không? Anh tư vấn cho em đi. Anh tư vấn đi, mình sẽ xử lý sao với số tiền trong cái bóp. À, bắt đầu nghe. Dạ. Chị Hạnh Dung trân trọng kính chào quý vị khán giả. Dạ. Ủa gì vậy? Gì chị Hạnh Dung đâu đây vậy? Thường là vậy, em có đọc trên báo không Dung mà tư vấn thắc mắc biết hỏi ai đó là có chị Hạnh Dung. Em biết rồi. Dạ em chào chị. Thôi anh được rồi. Ủa anh là chị Hạnh Dung phải chào chị chứ. Anh Đình Toàn đi, anh Đình Toàn đi. Thế chưa, anh Đình Toàn vẫn tốt hơn đúng không? Đúng rồi. Dạ. Lê Khánh, dạ, lắng nghe sự tư vấn từ chuyên gia tâm lý. Sao? Đình Toàn đây. Sao sao anh Đình Toàn? Đó là bây giờ em có cái bóp đầy tiền đó, em lượm được quá. Rồi giờ em sao? Chia cho anh một nửa đi. Hả? Chia tiền cho anh một nửa? Đúng rồi. Anh ơi, cái bóp đó em lượm được của người ta. Cái bóp đó không phải là tiền của anh. Đúng rồi, tiền của anh dễ gì mà anh chịu chia. Nếu không tiền của người ta anh mới đòi chia. Ủa sao anh chia trắng trợn quá vậy? Trời ơi, của người ta làm rớt, làm mất thì mình phải làm sao tìm người ta để trả cho người ta cái bóp về tiền chứ. Cái vấn đề nó nằm ở đó đó. Của người ta làm rớt đúng không? Em lượm được đúng không? Nếu em không lượm thì người khác cũng lượm. Đúng không? Và người khác lượm thì biết đâu mà chia. Cho nên bây giờ em lượm, em quen với anh, tốt nhất là em chia với anh. Trời ơi anh ơi, anh kỳ cục quá à. Đó giờ em thần tượng anh lắm á, mà em không nghĩ là anh tham đến như vậy á anh Toàn. Không phải, trời ơi, của trời cho mà, nó chỉ là một cái trò chơi thôi. Trò chơi thì mình phải tìm cái người nào mà làm rớt thì mình trả cái trò chơi lại cho người ta chứ. Biết đâu mà tìm, con nên bây giờ chia đi, đừng có nói nhiều nữa, hiểu không? Chia lẻ đi. Bây giờ anh muốn chia phải không? Chia thì chia. Nhưng mà trước khi chia chúng ta đến với một tiểu phẩm hài sau đây đi rồi chúng ta chia nha. Trời khổ quá, chia tiền không chia tiền, tự nhiên đi coi tiểu phẩm hài là sao? Thì coi xong đi rồi lúc đó chia cũng chưa muộn mà anh. Nhớ nha. Vậy thì quý vị cùng với Đình Toàn chúng ta hãy nhanh nhanh xem tiểu phẩm Không Tham Của Rơi của tác giả Vũ Thanh. Với phần biểu diễn của các danh hài nổi tiếng sẽ mang đến cho chúng ta những tràng cười nghiêng ngả, mặc dù cuộc sống đôi khi nghiệt ngã, và sau đó sẽ là phần chia tiền của ả. Khổ. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với tiểu phẩm Không Tham Của Rơi. Cái gì vậy? Mình đi chậm dữ vậy con? Con trai gì đâu mà yếu xèo rồi ơi. Có hẹn qua nhà ba có rước con không? Trời ơi, nói chuyện kỳ mày. Không rước mày, tao đứng trước công trường tao đợi mày ra làm gì? Ba khốn quá, ba chạy xe đạp, ba bắt con chạy bộ. Đó lại, ở đây, nhìn lại coi, cái xe có cái yên nào không? Sao mà chở mày? Thì ba đứng rước con. Không rước mày gì? Tao đi chăn mày với tao rước mày hồi nào? Tao chăn con, ba giống con chăn dịch kìa. Chứ sao? Dạo này tao nghe nói bắt cóc dữ lắm, thì tao nghe lời má mày, tao tới trường tao chăn mày về thôi. Làm gì mà chạy tung tăng nãy giờ? Nói chuyện gì vui hả? Ba, hôm nay có chuyện vui ba. Nói thiệt ba nghe. Đây đây coi. Hôm nay á, vui mình kể ba nghe, tao về tao khoe. Hôm nay á, con làm được việc tốt á. Việc tốt? Ơi, vậy mà có gì đâu vui. Thì bốc quá là mày giúp đỡ bạn bè trong lớp phải không? Không phải. Vậy là giúp đỡ thầy cô trong trường phải không? Không phải luôn. Vậy thì mà dắt tay mà đưa người già qua đường đúng không? Sai luôn. Vậy thì nói đại đi mày, tao mệt rồi nha mày. Con á, mới gửi á, cho công an xã 100 triệu á. Nói nghe nè, nhỏ mà nói xạo là không có tốt nè con. Nói thiệt mà ba, 100 triệu đâu có gửi cho công an xã, tào lao. Trên đường đi học về á, con thấy bịch ni lông màu đen. Cái con chạy lại con mở, con thấy quá trời tiền luôn á. Cái con biết á là người ta đánh rơi, con mới đem cho công an. Con kêu mấy chú phải thông báo trả lại cho người bị mất đó ba. Ba thấy con làm được việc tốt không? Con đi học về thấy bịch xốp màu đen con mở ra, con thấy tiền trong đó quá trời luôn. Dạ. Con đem lên công an xã, con nhờ mấy chú công an xã gửi cho người đánh rơi. Mà khoan cho ba hỏi một câu quan trọng nè. Cái lúc mà con cầm được cái bọc tiền đó đó, xung quanh nó có ai không? Con không thấy ai á. Không có ai hết. Dạ. Mà con vẫn cầm tiền con đem lên công an xã. Dạ. Ôi trời. Ba bị gì ba? Mày thiệt.
Trời ơi, không lẽ giờ tao bóc mà tao cho mày ăn chứ không cho mày ăn cơm. Trời ơi. Mày ngu quá. Mày nghĩ sao vậy? 100 triệu. Mày 100 ngàn mày cầm mày đem lên công an xã được. 100 triệu mà phải đem về mày nộp cho ba. Nhặt được của ghê á, không trả lại cho người khác á là không có tốt đâu. Trời ơi, mày nhặt được của rơi mà không đem về đưa ba, mày mới là người không tốt, mày hiểu không? 100 triệu. Ba mà xài tiền của người khác á là ba cũng không có tốt đâu. Trời, bây giờ mày dạy đạo đức cho tao luôn hả? Tao đẻ mày ra cho mày ăn học, giờ mày dạy đạo đức cho tao luôn hả? Mày muốn dạy không? Bây giờ tao dạy mày nè, từ nay về sau mà mày nhặt được của rơi là mày phải biết em gì với ba mới chưa? Sao mày đánh con? Bố đứng mày cho mày chừa cái tật, mày trả treo với ba. Ba dạy mày mà trả treo với ba cái gì? Cãi đúng mà. Trời ơi, cãi đúng hả? Mày cãi đúng hả mày? Hả mày? Kỳ vậy? Sao kỳ? Quýnh cho mày chừa cái tật để mày để cho mày sáng ra chứ bây giờ mày còn ngu hóa. Mày dở quá mà. Đứng lại coi. Mày đâu vậy? Hôm qua nhà bếp ba thăm. Ê! Trời đất ơi, cha con mà nó qua cầu nó rút dán. Mày qua nhà ông ba thăm đi. Mày coi mày chạy thoát tao không cái mày làm quỷ. Không có chạy ra ba thằng. Đứng lại. Trời, tôi đứng lại giờ tôi đâu có chạy đâu. Ông chạy không đó, ông chạy. Dạ. Ông đứng lại nha. Ông đứng lên coi. Ai vậy? Tôi nè. Tư Xỉn nè. Gì ông nội? Trời ơi, mặt ông làm gì thấy ghê vậy? Chạy tôi. Ây da, nhức quá. Đứng lại. Bây giờ tôi hỏi ông câu nào, ông trả lời câu đó. Cái gì ghê vậy? Mặt tôi là nghiêm trọng rồi nha. Biết rồi. Một câu một, trả lời liền. Nói đi. Con tôi đâu? Gì? Con tôi đâu? Bởi vậy ở xóm này nói ông vô duyên là đúng rồi. Con ông sao đi hỏi tôi? Tôi đâu có giữ con ông đâu. Lại nhắc. Đứng đây. Gì vậy? Cái gì? Nè. Nóng nha. Nóng nha. Tôi hỏi ông nha. Ông trả lời xong ông bỏ đi một cái nha. Máu chảy thành sông chỗ này luôn. Trời gì ghê hả? Cho ông cơ hội cuối cùng. Con tôi đâu? Hỏi con khác đi, bỏ con này đi. Tào lao, tào lao, tào lao. Chắc ông này trả lời không được. Con tôi đâu? Con ông giữ sao hỏi tôi, nó trả lời. Nó nói với tôi là nó chạy qua nhà ông. Bây giờ ông giấu nó đâu? Trời ơi, sáng giờ tôi đi ngoài đường, tôi không có về nhà đâu, tôi biết đó. Nhưng tại sao nó nói với tôi là nó chạy qua nhà ông? Thì con ông chạy qua nhà tôi đâu có gặp thế đâu. Trời ơi, ở dạo vòng vòng với tôi đúng không? Ông mà giấu nó nghe, tôi thưa ông vì cái tội bắt cóc con nít. Nè, đừng có nói bậy nghe. Ăn bậy thì được, còn nói bậy không có được nghe. Nghe. Trời ơi, ông bắt cóc con tôi mà ông còn chỉ tôi hả? Không có, tôi chỉ nghe, tôi làm vậy mà. Nghe đồ ha, giờ tôi không nói nhiều nữa bây giờ. Ông không đưa con của ông, đừng có trách tôi nghe chưa. Đây nè, nghe. Làm cái gì sợ gì cha nội này? Trời ơi, anh ba. Ba ơi. Ba ơi ba. Ba có sao không ba? Má má, con phải ba má má. Không anh ba ơi, anh tại sao anh cũng đâu có đẹp đâu mà bị sàm sỡ thế ra nông nổi này vậy? Anh ba ơi, trời ơi. Ba. Ba. Ông khóc cái gì? Nghe quán cỏ. Trời ơi, tại sao lại như vậy? Mình lớn hết rồi mà. Trời, có gì mình từ từ mình nói chứ. Tại sao lại sàm sỡ? Mình đi, mình đi, mình. Tại sao lại đánh người ta ra nông nổi này? Thôi. Nói cái gì phải cho người ta chen vô người ta nói chứ. Đã mình nói chậm mà còn đãi nữa thì làm sao người ta chen được. Anh ơi, thật ra là em cũng không muốn đâu. Anh biết không, tại em á là cái bẩm sinh của em như vậy rồi. Chứ em là em cũng muốn đi. Má ơi, trời ơi, mỏi cổ tôi quá. Tôi nói mà lắc qua lắc lại hoài, lắc theo cũng chết luôn à. Anh ba ơi. Nó tôi giết mà còn vậy nữa. Mau chạy thành sông rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Mà bớt giùm tôi cái.
Mau đâu? Mau nè. Vậy xong hả? Xong rồi. Gì? Mau. Tại sao hai người lại đánh nhau? Tôi không muốn thấy cảnh này. Cái gì vậy? Tôi đánh ông hồi nào? Mới thấy rõ ràng hai người đánh nhau. Cái chị ông có máu là do ông ăn ở sao đó, cái mặt ông có máu. Trời ơi, đêm hôm tôi nói là gió lớn quá, tôi đánh đóng cái cửa sổ là cái cửa sổ đập vô mặt tôi. Nó bầm vậy chứ máu gì. Ủa vậy là bị cửa sổ đập vào mặt hả? Tự nhiên chả mất con ở đâu chứ lại cái đổ thừa tôi à. Ai? Bây giờ vô nhà tôi đi. Vô nhà tôi kiếm. Nếu không có thừa ngược đâu á. Thừa ngược tôi cái gì? Ông bắt cóc con nít. Anh ơi, khoan hai anh ơi. Em á là em bị cái tật là em nói rất là chậm. Mà hai anh nói nhanh quá, cho nên là em không có chen vô kịp. Bây giờ hai anh ngưng chút xíu cho em chen vô cái. Hả? Bắt cóc con nè. Trời ơi, bố người ta. Bắt cóc con nè. Bố người ta. Bắt cóc con nè. Bố người ta. Cái chuyện bắt cóc con nít tôi nói là cái tour trước rồi, sao móc lại vậy? Ổng bắt cóc con tôi rồi qua bả nói với ổng trả con lại cho tôi đi. À dạ em hiểu rồi. Hả? Mau! Ê, cái chuyện mau lâu lắm rồi bà ơi. Chết rồi, em nói lại từ đầu ha. Bà đi qua đây đứng, đi qua đây đứng luôn. Bây giờ sao? Con tôi đâu? Bây giờ con ông đi kiếm đi. Ông mà để bắt con ông ráng chịu ra, nó không có lợi nhà tôi nói trước nha. Bây giờ con tôi bây giờ nó không qua nhà ông, giờ nó đi đâu bây giờ chạy? Biết đâu có lợi là mấy cái nhà hàng xóm rồi bà bãi rồi đó, lợi nhà tao kiếm đi. Ông làm muốn ông đạp xe ông chở tôi đi kiếm giùm coi. Tại sao ông đi? Đi hết nổi rồi, dán cái xe quên cái cầu đi hết rồi. Trời ơi, mệt ông quá luôn á. Lên tôi chở cho tôi đi kiếm nhỏ. Trời ơi, con nít rồi chưa? Rồi đi. Con ơi là con. Ê! Trời ơi, nó lấy xe tôi đi luôn mà kìa chạy. Đúng rồi, con nít thì không thể nào mà nó đi lâu như vậy được. Trời. Ủa sao chị người ta. Ủa anh ơi, sao đi hết trời vậy? Thôi đừng có khóc nữa. Mày khóc cái tao sốt cả ruột tao luôn à. Bây giờ thôi con ấy đi rồi có gì đi rồi dì bãi nói với ba con cho nha. Đi về bển đi rồi có gì dì bãi nói cho. Con không dám về đâu. Con mà về là ba con giết con chết á. Trời đất ơi, bây giờ không về rồi mày ở đâu giờ? Ra buổi túi ngồi được không? Con kiếm cắn chơi đi. Không chịu hả? Không chịu thì thôi giờ nói chứ ở giờ về nha. Nếu mà ba con qua đó thì con cứ việc con vô trong kia con núp ở trong đó đi. Để rồi chị bãi ra thương lượng. Thấy không? Khi thương lượng mà được rồi đó thì bãi kêu con ra. Con chịu không? Đừng có khóc nữa nghe không? Khóc mày khóc riết nhưng mà trù quẹo tao làm ăn không có được. Nhưng ba con tới kìa. Đâu? Ba con tới nhà bé đừng có bỏ này nha. Chết cha. Vô lẹ lên. Vô lẹ lên. Ăn càng ngày càng mập quá. Ây, nặng quá trời quá đất luôn. Tôi nói ông á, ông là con người ác dơn thất đức lắm. Con ông đó không? Mà ông đánh á, nó như vậy đó, nó mới bỏ nhà nó đi, đúng không? Ông càng ngày nó càng lố lăng đó, quá vậy đó. Cô đâu rồi? Cô đi đâu rồi đi. Làm gì vậy? Ủa xuống nào không cho hai hả? Xuống nào không cho hai hả? Từ lúc đầu là xuống rồi đó. Tại sao? Ông ngồi đây rõ ràng, ông ốm tôi mà. Ông chạy mà. Cái yên đâu? Xe ông ngồi tôi, cái yên ông đâu tôi là ông xuống nào lấy cái yên luôn. Lấy mà đậu tôi đó. Cái yên dính đâu mà lấy. Tàu lao. Cái yên đâu? Xe không có yên. Ủa xe ông ngồi? Tôi quên. Tôi ngồi lên rồi tôi mới sực nhớ là ý, xe không có yên, vừa mới nhóm lên cái bỏ chạy luôn. Ủa sao? Nãy giờ tôi chạy được mình tôi hả? Vậy tôi nói chuyện 46 mình tôi luôn hả? Trời ơi. Ủa sao chở thấy nặng quá hả? Nặng hả? Tại vì tôi ngồi tôi đè xuống.
Leo lên tôi chở vô đi, đừng nói gì nữa. Tới rồi leo lên gì nữa. Quên nữa. Trời ơi, giết người mà không mở tù tôi giết ông rồi đó. Ông có hâm dọa tôi hoài à, thấy tôi yếu ớt hâm dọa hoài này, trả xe đó nghe. Tao lao không. Có bằng chứng trả xe nghe. Biết ai quá. Rồi vô hỏi thăm người ta đi. Trời ơi, con. Vô hỏi con đi. Bãi ơi. Bãi ơi. Có nhà không? Gì vậy? Bà làm gì mà ứa ừa trong đó hoài vậy? Ai ạ? Dạ em. Ủa mày nào? Ba. Trời đất ơi. Ba nè bảy. Thằng ba hả? Dạ. Mày ngồi sao nay mặt mày đẹp dữ vậy? Dạ. Mới sửa sắc đẹp hả? Không có. Mày hôm gió lớn qua vô ý bị cánh cửa đập vô. Tao nghi ngờ quá. Nghi gì? Chắc đi qua nhà người ta có vợ chồng ta đó nó vô nó mới quánh cho bể mặt nè. Bậy không có đâu. Đứng nói chuyện đi, đứng lên nói chuyện chị quỳ gì vậy? Đó đó. Mày cũng cao hơn tao bao nhiêu đâu mà mày nói. Dạ hả mày? Hả mày? Hai người giao lưu xong chưa? Dạ rồi. Rồi qua đây đứng. Cái chuyện quan trọng không hỏi vô tàu lao không? Rồi. Chị mày. Hả? Rồi hỏi gì một câu nè. Con tôi đâu? Gì? Mày mới vô chứ. Quýnh vô mặt nó tao, quýnh quýnh rượu quýnh giùm tao, quýnh giùm tao. Dạ quýnh không? Ngu nè. Ngu hỏi ngu nè. Làm gì chửi tôi? Trời ông hỏi người ta thì ông hỏi có con nhỏ qua đây chơi không, tự nhiên hỏi con số đâu ai trả lời cho ông. Quên tôi tưởng đâu ông, không tôi tính ăn hiếp. Hiếp tôi luôn. Chị bảy. Gì? Tôi hỏi chuyện cầu. Con tôi đâu? Tao không biết. Ngu. Mày ngu với ai ngu? Mày là tào lao xảo. Nó hỏi rồi, bà không trả lời, bà nói không biết. Mày thấy nó hỏi, thì tao không biết, tao nói tao không biết chứ sao? Biết mà. Biết đâu? Giờ các bạn có biết rồi. Hả? Mày xạo không à? Tao hỏi thiệt mà, con tôi đâu chị Bảy? Tôi hỏi là hết sức lịch sự mà. Tao biết, mày vừa bước tới cửa là tao biết mày muốn cái gì rồi. Trời ơi, sao mà hay dữ vậy? Hay, mười lớn mà. Cái đó là mày nói trúng rồi đó. Để tao nói mày nghe. Nhưng mà tao thấy cái thái độ của mày là tao không thích. Không được. Mình không có làm như vậy. Thái độ gì đâu được. Mày làm gì mà mày qua mày làm như mày muốn ăn thịt con mày vậy đó. Là sao? Là sao đâu mày trả lời cho tao nghe được là tao kêu nó ra. Bây giờ mày trả lời đi. Chắc hồi nữa tao đưa mày lôi vô bệnh viện quá. Xe đạp mà bắt đi bộ 4 cây số tao quê mày nãy giờ đó mày. Nó tên ba xạo mà. Sao xạo á? Xạo mày. Quay kia đi. Đó. Mày phải nói chuyện với tao cho đàng hoàng. Rồi bây giờ vậy nè, bây giờ kêu con tôi ra đi rồi tôi nói chuyện đàng hoàng với con tôi. Mày hứa là không ăn thịt nó. Mày ăn thịt nó sao được? Tôi hứa tôi không quýnh nó. Mày không quýnh phải không? Rồi. Chắc phải không? Chắc. Viết cho tao tờ giấy rồi chắc ăn. Bà má tôi hả? Tự nhiên bắt tôi ký viết giấy làm lum lại vậy? Viết giấy là mày cam kết là mày không đánh nó. Mày có đánh nó tao mới đem tờ giấy nó ra tao làm việc với mày. Đó. Chứ còn bây giờ mày nói cái miệng không ngay cái mày trở rồi tao làm sao tao đỡ được? Làm sao đỡ được? Ủa con tôi mà. Ủa bà đâu phải công an đâu. Xạo. Mày xạo một lát mày tin cái mỏ mày dài ra nữa không? Mày tin không? Tin á, tin được rồi. Để cái mỏ vô mày. Đứng im vậy nha. Tàu lao không mà. Ủa sao chưa nó ra đi rồi. Được rồi, từ từ phải không? Rồi. Con ơi. Dạ. Ra đây. Có sao, có gì bãi không có sao hết đó. Đứng đây đi. Bảy 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 đừng không đừng. Ai thằng nào vậy? Tôi tính quý đi con ra mũi mày nhào vô làm chi? Đánh ra cái gì? Nãy hứa đi mà bãi rồi. Tao kêu nó ra đây, tao kêu nó ra đây. Thấy nó có chịu ra không? Con cái đó kìa. Nó sợ. Tao không cho nó ra. Được không? Ôi trời ơi, tự nhiên giờ con tôi rồi bà làm má nó luôn hả? Dạ. Cái gì? Bây giờ tôi kêu nè. Trời ơi, mày nói tao làm má nó, tao chết liền rồi mày ơi. Tao gì vậy? Tội nghiệp tao già cả rồi, để cho tao tu hành tới nơi tới chốn đi con. Đâu, bà làm má nó không có phiên bà chết, tao hai anh em tôi chết trước nè. Tao hỏi mày chứ mày nói bởi vừa nói tức thì đó nè. Mày vừa hứa với tao tức thì cái mày vô mày làm hùng làm hổ mà muốn ăn thịt nó vậy đó. Mày ăn được không nè mày? Ra cho nó ăn đi. Ra đi. Ra cho nó ăn. Ăn. Mày có tin là cái này vô mặt mày là cái mặt mày còn tệ hơn này nữa nè. Tụi hoài vậy. Tin không? Nước này tôi tức quá mà. Ê, nước nhà người ta sao mà uống hoài mày? Uống ai mời mày? Nãy tôi không biết là tôi có. Để mà. Vô. Mặt mày không muốn cho uống nước còn không muốn cho uống nữa. Uống có được đâu.
cái môi nó chè quá, nó đổ dính cái môi rớt dưới đó hết trơn à, ướt nhẹp cái quần đó kìa. Cái miệng người ta bị lủng vậy trời. Bây giờ tao nói mày nghe nè, mày đó làm cái chuyện tặc mà mày không có nhận cái tặc của mày. Tặc cái chỗ nào? Chỗ nào tự mày lung tăng mày biết đi, tao biết hết trơn hết trời rồi. Trời ơi trời ơi trời ơi, thì ra ha, thì ra mà giặt áo cho người xem lưng ha. Ha, sao giặt áo cho người xem lưng là sao đâu mà chắc cái chuyện nó qua đây nó kể cho bà nghe hết đúng không? Đúng đó, rồi thấy không? Mấy vậy sao xanh như vậy, nó làm sai hay đúng? Nó làm gì là nó làm sai. Tại sao sai? Sai chỗ nào mày nói tao nghe. Tao đập vô trong mặt mày đó. Ra mày, cái gì mày? Qua nói chuyện với cô nào thì chọt 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 như hoài vậy. Được, tao nói chuyện điện thoại mà. Đi, qua mày đứng. Lát lát là chuyện mày sai. Ồ, không yên cái đó nữa trời. Ê, mày tử tế cho ở đây, không tử tế đuổi đâu kia hả mày? Nghe cho mày. Ủa, cái gì đâu chứ nhắc tới tôi. Cái chuyện, chuyện này là chuyện quan trọng chứ không phải chuyện giỡn. Bây giờ vậy, qua vô đây ngồi. Mày vô đây mày ngồi, tao kể mày nghe chuyện này con mày tức không? Đâu, chuyện gì nói ngay. Trời ơi, tôi tức dễ sợ tức. Chị cô... gì vậy? Kể ra coi. Mày kể cho bà nghe. Kể tao nghe mày. Cứ việc kể, con bình tĩnh kể, đừng có sợ gì hết trơn á. Có gì bãi bảo kê con rồi, không sợ thằng nào hết á. Ủa, quên không sợ ai hết á. Chuyện gia đình sao kể coi. Sao, cái chuyện của mày, chuyện gia đình gì? Dạ, hồi sáng đi học về con lượm được bóp tiền 100 triệu. Nó lượm được 100 triệu xong rồi nó đem nó đưa cho công an. Tức không? Mày tức không? Ngu quá luôn. 100 triệu bao nhiêu cái lẩu vậy? Tao với ba mày nhổ cỡ nào? Cái gì vậy? Nhổ cả đời chưa hết 100 triệu nữa. Nghĩ sao mày làm cái chuyện đó? Ê, tao thấy hai đứa tụi bay nói chuyện sao tao mắc cỡ quá. Mắc cỡ vụ gì? Không biết tụi bay chắc mặt trai mày đá quá. Chắc tao nghe tao mắc cỡ quá. Mày đó phải nên học cái gương của nó đây nè. Nó nhỏ mà nó biết là không có lòng tham là mày thấy tốt rồi. Mày thấy chưa? Mày không có dạy con mày mà con mày nó được như vậy là mày phải cảm ơn cô giáo. Đúng rồi. Thầy giáo dạy nó. Thấy chưa? Bây giờ mày thử tưởng tượng coi, nếu mày bây giờ mày mất, ở nhà mày có 10 triệu thôi. Mà mày mất 10 triệu rồi mày sẽ đau khổ tới cái bậc nào mày biết không? Đau. Làm biết bao nhiêu năm mới có được dư được 10 triệu bạc. Bởi vậy? Bây giờ mày coi nó lượm 100 triệu mà nó không có nghĩ tới cái chuyện tham lam. Nó đem nó giao công an rồi công an sẽ tiền ra là ai có mất tiền ta lợi ta nhận. Đó. Có phải là cái việc tốt không? Tốt. Tốt ông nào với mày? Sao cái kèo nào cũng có mày hết vậy? Hả? Hả? Ghi qua đây cũng là mày kêu. Đã vô đây mày hù hù thôi không à? Nè, tôi nói cho chị Bảy nghe nha. Trời ơi, em mới làm gì bây giờ, trên đời này còn người tốt nữa. Lụm tiền mà trả lại là chuyện xưa rồi. Thôi mày. Thôi bây giờ không có nói nhiều nữa. Gì? Bây giờ con tôi dạy, đi về. Về mày. Mày không được quyền quánh nó, mày hứa với tao rồi. Bây giờ tôi không quánh nó luôn, mày đi về, mày đi về tao. Đi. Đi đi. Mày đi đi. Ê, ba. Về mày. Kêu ai, kêu ai. Qua đây, qua đây biểu. Qua đây. Tao có làm gì đâu, tao có nói gì đâu. Tao không nói tao mày. Hai đứa nó đánh lộn á. Không có chơi mất dạy nghe mày. Mất dạy gì? Xe tao đâu? Mày mới mất dạy á. Mày dám nói tao một tiếng nữa mày không? Tao nói mày mất dạy đó mà quýnh tao coi. Mày quýnh tao coi. Vô duyên. Cái xe mày mày hỏi tao sao tao biết được? Hồi nãy mày chạy xe tao. Tao giao mày rồi như mày. Mày giao cho tao. Ừ. Tao dựng ở đây. Từ đó bây giờ mất tiêu. Kệ mày. Xe tao đâu? Xe xe mày mất hả? Xe tao đâu? Ai biết? Tao nói mày dựng mày hỏi tao gì? Mày để mày dựng đâu hỏi tao gì? Đó, thấy không, vai trả liền liền mày thấy chưa? Tiền của người ta mất á, mày muốn mày biểu ai đem này cho mày. Bây giờ mày đau khổ cái chiếc xe đạp mày đó mày coi đi. Thấy chưa? Mày thấy chưa? Mất chiếc xe đạp à? Mày đưa ba 100 triệu đi, mày đưa ba 100 triệu qua mua được một đống xe đạp rồi. Đâu có 100 triệu là mày chết rồi. Ủa chuyện gì mà khóc vậy? Bà nè, đang buồn trong người đừng có nói cái đó hồi quà cho quýnh lộn đó. Mất xe đạp rồi. Á, dì Bảy. Dì mất xe đạp hả dì Bảy? Đâu có, mấy cái thằng tham nó bị mất. Dì Bảy đâu có mất đâu. Trời ơi, bởi vì em nói anh rồi, mình đừng có tham lam. Mình nhận được của rơi là mình phải trả lại cho cái người bị đánh mất. Như vậy đó, sau này lỡ mà mình có bị mất đó thì người ta mới thương mình, người ta sẽ đi lấy cái của mình mất đó. Mệt quá, mệt quá. Mày nói một hồi nữa là tao tắt thở tại đây nè. Tao theo mày riết tao bệnh. Chính nói mà nha, chồng anh nói mà nha. Tao hết hơi rồi. Mấy anh mấy chị, em mất của rồi mấy anh mấy chị. Mấy anh mấy chị đến đây đóng tuồng cho em thôi hả? Không phải đâu. Em á là em muốn làm như vậy để cho anh biết là mình mất của là mình đau. Trời ơi trời ơi, tôi nghĩ cái nhỏ này ghê á. Đã mất tiền, mất bạc rồi là cứ dẻo dẻo hoài à. Bây giờ sao, bây giờ giúp tôi coi, kiếm cái xe đạp cho tôi coi. Cái xe đạp của anh á. Ừ. Em biết
Trời ơi, lẹ đi bà nội. Em dâu trả cho người ta đi. Mày khùng đó mày. Em dâu để cho anh biết được là khi mình mất đồ đó, mình đau khổ đến cỡ nào. Cho nên mình bị mất đồ, mình nhặt được của rơi, mình phải trả lại cho người ta. Trời ơi. Thôi được rồi, dạy một bài học thôi. Bây giờ em đi lấy xe em trả lại cho anh. Trời đất ơi, cái con này mà nó nói một hồi nữa là kể như cái miệng tôi nó méo qua một bên luôn. Cái thằng nào ngu lắm lấy như cái này. Tao nghi mày quá à. Nghi. Tao hơi bị nghi ngờ. Bây giờ con, ở ba biết rồi. Thì được rồi, tao tao đi. Nhặt được của rơi phải trả lại cho người bị mất. Tao nhận xe đi. Anh ơi, em trả xe cho anh rồi đó. Dễ thương quá, cho được, nhỏ này được. Ủa, xe em đâu? Mất rồi. Sau khi xem tiểu phẩm thì Khánh thấy rằng là một nụ cười hơn ngàn lời nói, anh Đình Toàn hả? Ủa, sao anh không nói cũng không cười luôn vậy anh? Người ta kêu là bị đơ. Sao đơ? Anh biết, thiệt ra em cho anh coi tiểu phẩm này giống như để chọc quê anh cái gì. Chọc quê gì đâu, em cho anh coi tiểu phẩm với tựa đề là không được tham của rơi. Vậy mà anh đòi chia tiền với em khi mà em lượm được cái bóp. Thì bây giờ nè, cái bóp nè, em với anh cùng chia được chưa? Thôi đi, coi tiểu phẩm xong mà vẫn đòi chia tiền thì thấy ngại đó. Ngại gì, thôi chia nha. Chia thiệt hả? Chia cho bớt ngại chịu không? Thiệt hả? Thiệt. À thôi chia cho bớt ngại đi. Thôi, xem xong tiểu phẩm mà vẫn chia ha. Thôi kệ, người ta kêu lòng tham không đáy mà. Rồi đây nè, thôi chia nè. Bớt chia đi, muốn lấy nhiều cũng được hết á. Công nhận, em nhặt được cái bớt đẹp kia ha. Bớt quen quen á. Chứng minh nhân dân nè, Vũ Đình Toàn. Ê trời. Ủa, cái gì? Cái bớt của anh hả? Chứ còn gì nữa. Trời đất ơi. Ủa anh làm rớt ở nào vậy? Anh làm rớt lúc mà anh giữ xe đó. Trời đất ơi, chị đó. Người giữ xe lượm được, người ta đưa cho em để người ta nhờ em trả lại cho anh đó. Trời ơi, may mắn ghê không? May là em lượm được nha. Chứ người khác, người trời... khác lượm được người ta vẫn trả cho anh nè. Chứ phải như anh đâu mà đòi tha của người ta. Phải không? Chứ gì nữa. Trời đất ơi. Đó, anh thấy chưa? Cái cảm giác mà khi mà mình bị mất của mà mình tìm lại được thì không có một cái ngôn từ nào, không có một cái hạnh phúc nào có thể chia sẻ được, đúng không anh? Rồi, công nhận nha, nhặt được của rơi anh thấy rất là mừng, đặc biệt tại quan trọng là giấy tờ đồ nữa. Và thật ra anh Toàn nãy giờ đòi chia chia vậy cũng giỡn thôi. Bởi vì chúng ta biết tiền bạc thật sự quan trọng thưa quý vị, nhưng trong cuộc sống chúng ta phải kiềm chế sự ham muốn của mình, bởi vì có rất nhiều điều ý nghĩa hơn đồng tiền. Đúng rồi, anh nhớ nha, tiền không phải là quan trọng nhất, bởi vì còn có vàng và kim cương nữa. Nói chơi vậy thôi, chứ thật ra thì chúng ta đừng bao giờ tham của rơi, đúng không quý vị? Và bây giờ á, nãy Khánh nghe anh nói đến cái chuyện mà những cái áp lực trong cuộc sống, từ cái chuyện tiền bạc, tình cảm, rồi chăm sóc nhà cửa con cái. Đúng thì rồi. Làm sao chúng ta giữ được hạnh phúc gia đình anh hả? Thật ra đôi khi á, có rất nhiều áp lực trong cuộc sống về việc làm, về gia đình, về công việc, vân vân, tiền bạc, thì khiến chúng ta trở nên cáu gắt và dễ dàng làm tổn thương đến những người thân yêu xung quanh của mình mà đôi khi chúng ta không biết được điều đó. Dạ đúng rồi. Và có cái câu chuyện nào anh có thể chia sẻ với Khánh cũng như là khán giả của chương trình không? Không phải là một câu chuyện nhưng mà là một bài hát. Ồ, bài hát hả? Anh muốn gửi đến Khánh và gửi đến quý vị, kể về một đôi vợ chồng trẻ, họ đến với nhau và trong những giai đoạn đầu khó khăn của cuộc sống thì người vợ đã bỏ đi và đi theo tiếng gọi của đồng tiền. Dạ, nhưng mà cuối cùng thì người chồng có giữ được người vợ của mình không anh? Ê, anh phát hiện gì nè, thường á, phụ nữ thường thích đọc một cuốn sách mà thích đọc từ dưới lên trên để coi cái kết quả nó như thế nào trước. Biết liền vậy đó chứ, đọc thời gian đầu muốn làm biến lắm. Thôi, mình phải theo dõi từ từ chứ. Thế thì quý vị muốn biết câu chuyện như thế nào, chúng tôi mời quý vị cùng đến với nhạc phẩm Hãy Trân Trọng Người Thương, một sáng tác của nhạc sĩ Duy Anh. Bài hát được thể hiện qua giọng ca ngọt ngào của nam ca sĩ Ngô Kiến Huy, qua phần minh họa của Mỹ Hạnh, Trần Hùng và bé Kim Thư. Em đi đâu vậy? Như tôi đã nói, tôi phải rời xa căn nhà này. Thôi em đừng giỡn nữa. Anh đã sắp xếp gia đình mình tuần sau đi du lịch,
rồi tháng tới du lịch nữa. Anh đừng có nói nữa. Anh đã hứa biết bao nhiêu lần rồi, có lần nào thực hiện được chưa? Nhưng mà em phải thông cảm giùm anh. Tại vì anh đang thất nghiệp. Anh hứa là anh sẽ cố gắng tìm việc làm. Anh lo cho em, lo gia đình. Tôi đã thông cảm anh rất nhiều lần rồi. Khi anh lấy tôi á, anh đã hứa biết bao nhiêu lần rồi. Có khi nào anh thực hiện được không? Tôi không hợp với cái cuộc sống này đâu. Nhưng mà em, anh... Tôi quyết định rồi. Con anh nuôi. Khi nào tôi có tiền á, tôi sẽ dẫn nó đi. Vậy đi. Em, mẹ đi làm. Mẹ đi làm xa lắm. Mẹ nói dối. Mẹ không có nói dối đâu. Con phải ngoan. Mẹ đi rồi thì ai lo dạ cho con? Ai chữa chuyện cho con nghe? Ai đưa con đi học? Thì ba con. Không, ba... không chịu đâu. Ơi, con phải ngoan. Ba của con á sẽ thay mẹ làm tất cả những chuyện đó. Con hiểu không? Con ngoan đi. Thôi con không chịu đâu. Con à, con để mẹ đi đi. Rồi mẹ sẽ về mà. Nghe lời ba. Mẹ đi chơi rồi mẹ về mà. Bà hứa bà sẽ đưa mẹ về nha. Đi ra. Bây giờ ngoan nha, ngủ đi. Rồi bà sẽ tìm mẹ đưa về cho con nha. Sao giờ đây chẳng thể giữ bước chân em quay về. Người thì cố chấp, người thì ngộ nhận cứ yêu. Biết trong lòng em bây giờ đã khác. Hạnh phúc quá ngắn đã khiến cho anh chưa kịp nhận ra. Người đã cất bước đi đến nơi kia chỉ vì người ta. Tạo cho em niềm tin nhiều hơn anh từng yêu người lúc trước. Làm sao hiểu một người tổn thương, đau lòng khi ánh mắt vô tình của một người mà ta đã quá thật lòng, đã yêu không hề toan tính. Giờ làm sao để cho người hiểu ra bây giờ ta đã quá xa lạ. Biết người hạnh phúc giờ có được gì, có trái tim yêu thôi thì có được gì. Chẳng thể giữ bước chân em quay lại. Người thì cố chấp, người thì ngộ nhận cứ yêu. Biết trong lòng em bây giờ đã khác. Hạnh phúc quá ngắn đã khiến cho anh chưa kịp nhận ra. Người đã cất bước đi đến nơi kia chỉ vì người ta. Tạo cho em niềm tin nhiều hơn anh từng yêu người lúc trước. Người làm sao hiểu một người tổn thương, đau lòng khi ánh mắt vô tình của một người mà ta đã quá thật lòng, đã yêu không hề toan tính. Giờ làm sao để cho người hiểu ra
bây giờ ta đã quá xa lạ. Biết người hạnh phúc giờ có được gì, có trái tim yêu thôi thì có được gì. Người làm sao hiểu một người tốt thương, đau lòng khi ánh mắt vô tình của một người mà ta đã quá thật lâu, đã yêu không hề toan tính. Giờ làm sao để cho người hiểu ra, bây giờ ta đã quá xa lạ. Biết người hạnh phúc giờ có được gì, có trái tim yêu thôi thì có được gì. Biết người hạnh phúc giờ có được gì, có trái tim yêu thôi thì có được gì. Lê Khánh thấy đó, những cám dỗ của đồng tiền đã khiến cho người vợ sa ngã. Dạ đúng rồi, cuộc sống của chúng ta có rất nhiều thử thách. Chính vì vậy chúng ta hãy cùng nhau vượt qua thử thách anh ha. Nhưng quan trọng là cuối cùng người chồng đã tha thứ và chấp nhận người vợ trở về để gia đình được hạnh phúc. Và hãy trân trọng những người yêu thương xung quanh ta. Đó chính là thông điệp mà bài hát gửi đến tất cả quý vị. Anh Đình Toàn ơi, qua bài hát này thì Khánh nhớ đến một câu chuyện rất là hay. Khánh muốn kể cho anh cũng như là khán giả của chương trình nghe đó. Chính xác, nếu là câu chuyện hay thì phải chia sẻ với mọi người. Đúng rồi, chắc chắn phải chia sẻ thôi. Vâng, đó là một vở hài kịch rất dí dỏm và vui tươi. Vở mang tên Đoạt Long Cướp Phụng của tác giả Võ Lê Văn Tùng, với phần thể hiện của các danh hài chắc chắn sẽ mang đến cho chúng ta những tràng cười sảng khoái. Con ơi, con về đây với mẹ con. Con ơi, con ở đâu? Con về đây với mẹ. Mẹ đi tìm con khắp chân trời gốc biển mà không thấy con. Con ơi, ngày nào mẹ con mình cùng chung với nhau mà bây giờ con bỏ mẹ con đi à con ơi. Trời ơi, cái miếng giấy này dán khắp cùng xóm, khắp cùng làng mà sao không có ai, không có ai biết tin tức, không có ai đòi tiền, không có ai đòi tiền gì hết trơn. Trời làm sao? Trời ơi. Có tiếng khóc. Tiếng khóc ở đâu? Hả? Trời ơi, con của tôi. Từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh. Người ta nỡ đào cắt đứt tình mẫu tử mẹ con tôi. Mộ tơ thâm tình rồi đây phây gì nát. Trời ơi, hơi hán gì chứ, ghê quá, hát hoài à. Mà như tôi nhớ hồi xưa hơi hay lắm mà sao hồi nay cái hơi hán gì kỳ vậy? Nhớ con. Nhớ con. Trời ơi, có gì đâu mà nhớ. Nhớ hả? Nó đi qua nhà bạn trai chút rồi nó về chứ có gì đâu mà. Đúng rồi, có hoài bóng kiến chưa? Tôi qua nhà bạn trai nó rồi. Rồi sao? Tôi hỏi bạn trai nó thì bạn trai nó, tôi không thích chơi với con gái. Gì vậy? Tôi thích chơi con trai thành ra con tôi nó giận nó bỏ nó đi. Chết cha, con mà gặp BD hả? Không biết. Rồi nó coi bà dán cái gì đó. Được coi. Đây. Hả? Mèo. Con ơi. Mèo. Con về với mẹ hả con? Không. Cháu đừng có nỗi đau khổ của người ta hả? Tự nhiên là vô duyên quá mà. Ông ở không, ông rảnh đúng quá vậy. Vô duyên mà. Tự nhiên người ta đang mất con, chọc người ta meo 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 quá vậy. Ông này ông vô duyên lắm. Tôi rảnh đâu vô duyên. Tôi là chủ của một cơ sở đang đằng ăn uống đàng hoàng chứ bộ. Thấy bả mất con tội nghiệp bả, định qua đây rồi chém gió chứ cho vui thôi. Ủa mà muốn ai muốn chém gió như tôi chém được sao? Người ta nói á, chém gió là một nghệ thuật, mà người chém gió là một nghệ nhân. Chém gió phải biết lúc nào cần, đừng vì hăng chém mà răng không còn. Trời ơi. Chém gió có bữa bị hàm chém gió, bữa chém bị chém có bữa bị rồi trúng gió.
bố bị đoàn người ta đánh ra máu miệng trào ra. Phi à em. Dạ. Phi em. Dạ. Em đau khổ quá, em mất hôn rồi. Tại sao em đăng một cái thông báo như thế này? Nè, tôi đọc cái thông báo của em nha. Dạ. Con đang ở đâu? Hãy quay về với mẹ. Đúng. Mẹ nhớ con lắm. Đúng. Nếu ai thấy Phụng ở đâu thì xin thông báo về bà Phi. Ngược lại, nếu ai thấy bà Phi ở đâu, con báo cho Phụng. Tạo hậu tả. Mà con nhận nha. Mẹ thì tên Phi, con thì tên Phụng. Phi Phụng tên dễ thương quá. Ê, mà chưa ấn tượng nha. Sao? Mẹ tên Phi, đặt con tên ngựa, Phi ngựa mới ấn tượng. Vô duyên quá. Cái này vô duyên vậy, tôi quánh ngay trong miệng ông bây giờ. Chứ mày đặt Phi Phụng, Phi Phụng, ta đưa bà Phi Phụng hại lỡ bà đó. Ai? Không phải hả? Nói chuyện gì? Tại vì tôi là Phi, con tôi là Phụng. Ừ. Như hai tâm hồn chết cha hát gặp kèo nhau mà con tôi nó đi xa rồi. Thôi tôi lại bà. Trời sao nó giờ bà cứ ca hoài vậy trời. Đi xa mà nó kìa mèo 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 mèo. Mèo mèo mặt như mèo xấu xấu lắm không được mẹ yêu. Khăn mặt đâu mà ngồi đi tìm con mèo mà người tưởng ta... đâu tìm con người không. Người ta chế giễu trong cái sự cái tình cảm của mẹ con tôi. Người ta coi thường mẹ con tôi. Con ơi, con về đây để người ta đừng chế giễu mẹ nữa. Con chế giễu gì? Một con mèo tên Phụng thì được. Tự nhiên Phụng Phụng tao tưởng con gái bà thiệt. Đúng rồi. Bởi vậy tôi nói thấy cái thông báo đó tự nhiên tôi chạy qua đây để tôi coi con nó như thế nào. Trời đất ơi. Con bà ơi, bà đăng cái gì đâu không á. Thì đó. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chết cha lên lên cưng. Đền gánh nè, đền gánh người ta. Giết ra. Ê. Cái gì vậy trời? Điên. Em ơi. Điên mà bán ve chai hả? Em ơi, em đi bán ve chai hả em? Bây giờ em đừng có giao ve chai nữa. Mà bây giờ em giao dùm cái này nè. Bây giờ làm bao nhiêu tiền cũng được hết. Đây nè, em làm ơn em giao dùm đi. Mất con tôi. Ai dùm ai. Em đừng có giao, bán ve chai. Mà em nói là đây nè, em giao nè. Con đang ở đâu, hãy mau về đây với mẹ, nhớ con lắm. Mẹ con nó tên là Phụng. Trời nghe ơi. Nghe. Bà mèo nó bà Phụng hoài mệt mỏi. Trời ơi. Bà Phụng nói tiếng người không được, nói tiếng mèo mèo. Thôi, người ta chế giễu con tôi kìa. Trời ơi, sao mà già rồi mà khoái chế giễu thế. Này nghe nè, con nói bà nghe. Tôi là làm việc nghĩa không à. Dạ. Thấy bán ve chai nghèo hèn cho có tư cách lắm. Dạ. Giúp người không cần tiền nha. Dạ. Không cần tiền đâu. Muốn cái gì nói tôi giúp cho. Dạ. Nha. Tôi nói cho chị nghe nè. Cái gì đó. Yên tâm cái đi. Cái cô này nè. Sao? Bữa hổm nó hang là cổ đi bán ve chai. Cái tự nhiên cái cổ xùi bọc bếp ra. Cái cổ vũ cái vậy nè. Chắc cô cậu gì nhập vô cổ rồi. Cho nên đó, bây giờ đó ha. Chị cậu quá đi. Coi cô cậu gì vô đó rồi người ta chỉ coi con Phụng của chị nó ở đâu. Biết không? Phật. Làm ơn cô hay cậu gì về giùm. Cô hay cậu về giùm. Ngồi trên đòn gánh. Hả? Ừ. Hay quá. Thấy không? Chỉ có cô cậu ngồi được vậy thôi chứ làm sao ngồi được. Được đó. Phù thủy còn ngồi trên cái chổi được mà. Thì người mặt khúc mài ngồi trên đòn gánh là bình thường. Khi nào gãy đòn gánh mới là người thường thôi. Làm ơn cô cậu. Làm ơn dùm. Cô đi mà cô. Ta là cậu. Cậu thấy chưa? Cậu chứ không phải là cô. Kêu xin cô đi. Một hồi. Ta thăng bây giờ. Dạ dạ thăng thôi. Bây giờ. Cậu nè. Cậu ơi, xin cậu quá. Đi. Cậu lạnh quá. Cậu ơi, cậu làm ơn giúp cho con để đưa con Phụng về với con của con. Bây giờ con Phụng nó bị mất tích rồi cậu ơi. Con Phụng có phải là con mèo đúng không? Mèo. Không, con Phụng là con mèo. Ở dưới âm phủ người ta không có nói mèo, người ta nói tí sủ dần mẹo thình tị ngọ, mùi thân tức dậu hợi.
không mèo. Con mèo, đúng con không? Mèo, đúng, dạ đúng. Trời ơi, hay quá, hay quá. Sao sao mà khả đá chắc khả đá bộ chắc. Mèo Phụng, có phải trước khi mất tích thắt cái nơ màu vàng và đeo cái kiều màu bạc đúng không? Quá đúng, trời ơi, đúng là con của tôi rồi. Cậu ơi, làm ơn chỉ giúp tìm được con tôi đi cậu. Rất dễ. Con của con nó ở đâu? Đi hướng đông. Đi hướng đông gặp con sông. Con sông. Đi hướng tây gặp cái cây. Đi hướng nam gặp cái am. Đi hướng bắc gặp cây tắc. Đào xuống đất hai tấc, trong mây đen mưa giông âm u, người ta kéo về âm âm mang theo cậu, con mèo. Cậu ơi cậu. Hả? Cậu cho tôi hỏi cái bài này nghe quen lắm. Bài gì vậy cậu? Bài quen. Người về từ lòng đất. Rồi vậy chết ngắt rồi đó. Đó, đó đúng rồi. Nó đã chết rồi. Ủa sao vậy nè? Trời ơi, sao tự nhiên? Trời ơi, trời ơi, bán chén chai mà bị hạ thiếp lên. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Thì ra thằng già này với con quỷ cái này. Trời ơi, trời ơi, ác đâu. Trời ơi, tôi bán dây chai mà. Nội dây chai, bà bình tĩnh, bà nội dây chai. Tôi đi. Người hãm, tôi hãm cái bà dây chai vậy bà nội. Trời ơi, ông hạp lột đồ tôi ra làm chi? Đâu? Trời ơi, không được rồi. Trời ơi, trời ơi. Hạp người, hạp người, hạp người. Trời ơi, mình vậy nói con quỷ cái là được không à? Tôi vậy mà quỷ cái à, có được không vậy hả? Trời đất ơi, bực dễ thôi à. Bà Dung ơi, bây giờ chị tính làm sao? Con của tôi nó đã về lòng đất rồi. Ai giết con tôi? Bà nghĩ sao vậy? Tự nhiên mấy bà là tự đi nghe mẹ. Một cái con khùng nó lên cơn rồi à. Đi nghe theo lời nó. Nó nói nam bậy tầm bạ, không sợ nó bị gạt mình hết trời. Thôi ông nín đi, lừa gạt cái gì? Người ta có lấy tiền lấy bạc của tiền của mình trước đâu mà nói người ta lường gạt. Người ta chỉ là ông cô bà cậu người ta lên rồi người ta chỉ giúp mình đi tới đó vậy thôi. Lường gạt lấy tiền của ông nào đó lường gạt. Đúng đúng, bà Dung nói đúng, tôi đồng ý, tôi theo phe bà Dung á. Tại vì sao? Mình hãy thử một lần xem sao rồi sẽ biết ngay thôi mà. Mất mát tiền bạc gì đâu mà không thử. Ai giết con tôi? Nói tôi hả? Đừng nói dòm qua dòm lại. Gì? Tại vì tôi là thương xuất vật. Con Phụng của tôi qua đây mới đào những cái cây cối của ông. Thành ra ông sợ hư, ông giết con tôi. Trời, đừng có nói bậy. Ông đặt cái camera. Camera gì? Cái camera. Bà đừng có nói là tôi không biết yêu súc vật nha. Vô nhà tôi, bà sẽ thấy súc vật đầy hết trơn. Ông làm cái gì trong đó, nuôi gì? Rẹp, mũi, gián, thật lạc. Trời ơi, cái gì mà cái ghê vậy? Vô nhà tôi đi, tôi không yêu súc vật rồi nào. Không, bây giờ dám giết nó hết trơn. Bây giờ nó xanh xôi nảy nở, nó cắn tôi quá trời luôn. Trời ơi, bây giờ mình đi tìm đi, đừng có nói nữa. Đi tìm. Đúng, đi tìm, mình phải thử mới biết được chứ. Đi. Đúng rồi, đi. Mình đi. Tìm để chi? Tìm để làm gì? Tìm để kiếm được con Phụng con tôi. Bà nói nó, cái bà kia nói nó bị chết rồi. Thì chết phải thấy xác chứ bộ. Chết người thì vẫn còn con người. Mà chết thì phải thấy xác. Đúng rồi. Cái quan trọng bà muốn tìm coi thủ phạm giết con mèo bà là ai chứ gì. Đúng rồi. Nè, chị thấy tôi nói hay không? Tôi nói cậu cẩn hả? Cậu Linh dễ sợ luôn. Chỉ một phát là mình đi tới ngay chốc luôn, thấy không? Đúng rồi, đúng rồi. Quá giỏi còn gì nữa đâu. Bởi vậy chị phải đi tạ ơn người ta đi ngay. Chứ đừng có thấy vậy rồi quên luôn à. Cháu quên, tôi ngồi tôi chờ cậu cẩn nè. Tôi ngồi tôi chờ mà. Chứ đâu phải tôi không chờ đâu. Nhưng mà tôi nói thiệt. Không. Bây giờ làm sao? Làm sao? Thì bữa hổm nó cậu cẩn chỉ mình đi tới. Ủa mà cái chỗ nào tôi quên rồi ta? Tôi nhớ nè, bữa mấy bà thiệt tình không có nhớ gì hết trơn á. Lo không chịu nói để đứng đằng cái cao đó hoài. Chứ bây giờ nam nữ thọ thọ bất thân chứ. Tôi ngồi gần cái bà nói tôi dê bà làm sao? Tôi già có giá trị của già chứ. Tôi dán màn nói chuyện coi. Già mà đầu búp bê thấy gốm. Tao đang ngồi đen đó. Con mặt thấy gốm không? Thôi nhớ rồi nói đi. Tôi nhớ chi tiết hết trơn á. Hôm bữa cậu nói là để coi đi hướng đông gặp con sông. Đúng. Đi hướng tây gặp cái cây. Đi hướng nam gặp cái am. Đúng. Đi hướng bắc gặp cái tắc. Đúng. Đào hai tắc nhìn xuống đất thấy xác con chị chết. Trời ơi, 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 ơi.
Rồi rồi chôn con tôi thứ hai tấn đất lần trời. Thì đó. Trời ơi, tôi nói thiệt với ông anh nha, bữa đó nha, vừa thấy xác của con Phụng một cái trời ơi, tay chân tôi nó bủng rủng hết trơn luôn. Trời ơi bà Dung, sao bà giống tôi y chang vậy? Dạ. Tôi với bà như thần giao cách cảm hay sao? Lúc nào cũng có những tâm lý giống hệt nhau vậy đó. Bữa tôi cũng vậy, khi mà đào xác cái con mèo đó, con ở đâu con phụng con của chị đó. Trời ơi, ốc ác tôi nổi hết trơn hết trọi nha. Tôi rung bần bật vậy đó. Nhưng mà ông Dũng bình chân như vậy, mặt tỉnh bơ à. Nhưng mà ổng là ai? Ổng là thầy phong thủy nha. Vậy mà không tìm được xác con chị, mà trong cái đó một bà dế trai tầm thường còn con thôi, vậy mà tìm ra xác chết của con Phụng con chị. Ác lắm. Cái thằng cha già mốm đó chả... Chị bên nói chung là chị phải có trước có sau đó chị. Ta nói là vuốt mặt nể mũi, còn chị vuốt mặt dục mũi em bỏ luôn nha chị. Tôi xin lỗi. Em cũng mốm giống chả nè chị. Tôi xin lỗi. Đồ thứ thằng cha già gì. Hỏi. Cha giỏi chả ghê lắm. Thôi bây giờ tôi nói cho Dung nghe. Con của tôi qua thì chả có những cái cây đẹp. Những cái cây mà cái mùi vị mà con Phụng nó thích. Nó vô nó ị trong đó. Thầy chả đặt cái camera. Chả vừa thấy chả đập con tôi chả vùi sâu với hai tấc đất. Mà cũng tại con chị, phải chứ con chị là con nó háo sắc thì không nói, đằng này nó háo cây, phải mê mèo đực đẹp đi không nói, đằng này nó mê cây đẹp, nó chết là đúng rồi. Em xin lỗi, em có lỗi chị. Đồ thứ cha già mắc dịch. Mắc dịch dễ sợ. Nè, nhưng mà tôi nói chị nghe nha, chị phải mua đồ chị tạ lễ cậu Cẩn đi. Cậu Cẩn linh hiển dễ sợ luôn. Bữa cha già đó, cha đầu hói đó, chả cũng mất cái con cá đực. Chả cũng nhờ cậu cẩn chỉ một cái cho đi tới nơi cho gặp liền đó. Tôi không tin cũng phải tin đó. Phải tin cậu Cẩn thôi. Còn chỉ có ông nội mà đầu hói á, là người không có đạo đức. Tôi nói là hoa thơm nhờ nhụy, người có giá trị nhờ đạo đức, mà ông không hề có đạo đức. Bây giờ đó mình phải quánh trẻ cho trẻ chưa. Thôi đừng có quánh người ta hở vậy, cái đồ quánh hoài à. Tôi nói vậy thôi chứ dạo mà quánh tôi đâu. Cậu Cẩn. Cậu Cẩn đẹp quá, bữa nay cậu Cẩn đẹp quá. Cậu Cẩn hút thuốc. Hút thuốc? Trời ơi, cậu Cẩn hút thuốc kìa. Cậu Cẩn ơi. Cậu Cẩn sao đi giống liệt lung quá vậy, giống bị liệt lung vậy? Bà nhạc. Cậu Cẩn. Trời ơi, cậu Cẩn hôm nay hút thuốc đẹp quá. Cậu Cẩn ngồi đi cậu Cẩn. Nè, của chuyện của chị thì chị vô đi, đứng gần cậu đi. Hỏi đi, cậu về đó. Dạ, cầm những cái thuốc cho cậu. Dạ. Đừng có hút nha. Không, hút đâu. Thôi, gác lên cho cao, cho chai cho cao. Ôi, không được. Dạ, dục xuống đất kia, dạ, trong cái chậu đó đó. Dạ, thưa cậu Cẩn. Dạ. Biết rồi. Từ từ. Dạ. Cái nghiệp, cái số nó còn. Dạ, số còn. Cho nên bây giờ là không có đi bán về chai luôn. Ủa? Đi giúp người. Dạ. Sáng sớm là đã đi giúp người, cái nghiệp, cái căn nó lớn quá. Trời ơi. Dạ. Nó phúc lên mây luôn vậy, từ dế chai thành bà tiên luôn vậy trời. Nhà có rượu không? Dạ rượu, có rượu không anh? Rượu hả? Có cây cổ thụ kia kìa, không có rượu, có cây cổ thụ kia được không? Không được, anh đừng vô duyên quá. Cậu Cẩn giận anh bây giờ. Lại cậu. Chết đâu mà lại. Quên. Là cậu khó quá. Nữ. Cái chết của mẹo Phụng mới chỉ là sự khởi đầu trong căn nhà của cô thôi. Chứ còn gì nữa vậy? Còn cậu... rất nhiều. Chung quanh nhà này ám khí rất nặng. Sao chị đâu vậy? Ai biểu đứng hướng đó. Chết cha. Ám khí hả cậu? Đúng rồi. Bây giờ hỏi nữ còn nguyên hết đúng không? Dạ còn nguyên nghĩa là sao à? Cái ý bà hỏi là bà còn trinh không? Đúng rồi đó. Ý là hỏi là chị là hàng tồn kho phải không? Giống như là trinh nữ mà ở trong lâu đài vậy đó. Cái lâu đài này ám khí rất là nặng. Ám khí là sao? Nó rất là nặng. Nó bắt đầu ám vô tới nữ. Nữ sẽ bị nó ám. Ế chảy dài, ế sệ, ế đến lúc không còn ế nữa. Đúng rồi. Vì ám khí cho tới bây giờ bà vẫn ế đó, thấy chưa? Anh vô duyên quá. Lại cậu, làm sao cậu cho tôi có một người đàn ông đi.
Yên tâm, từ từ. Tôi thích lắm mà. Biết, nhìn mặt bà là biết thích rồi. Nó lộ chứ nó đâu có kính vô trong miếng nào. Chị không chị đó. Để cậu cẩn coi. Trời ơi! Cái gì vậy, cái gì vậy? Trời ơi, cái gì? Ám khí gì vậy? Ám khí gì? Ám khí gì? Ám khí gì? Ám khí gì vậy? Ta chưa thấy nhưng ta la cho có không khí thôi. Hả? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, vô duyên thấy gớm là tự nhiên động cho tôi người ta. Trời ơi, vậy? Cái gì vậy? Cậu! Ta la coi cái giọng ta còn la được nữa hay không thôi. Trời ơi! Trời, cậu nam rảnh quá, rảnh quá. Rồi! Trời ơi! Căn nhà này, căn nhà này nó đã bị ám hết toàn bộ rồi. Trời ơi! Nó đã ám từng người, không ai trong con người chúng ta còn là người nữa. Đây là con quỷ già. Trời ơi! Con quỷ vừa vừa. Đừng nói tôi là con quỷ cái nữa nha. Con quỷ lai căng. Hả? Con quỷ lai căng là sao? Chưa xác định được giới tính. Bực ghê vậy đó. Để tóc cung bê ai có hiểu lầm hết trơn. Bực mình quá nha. Dạch màn lên coi. Quan trọng trong căn nhà này là có một vật rất nặng. Trời ơi. Màu vàng. Nhưng cái đó là cái âm khí rất là nặng. Nó phóng ra rất nhiều khí độc. Mà cỡ như các người thì không chịu đựng được đâu. Chỉ có ta mới hóa giải được thôi. Có gì không? Không có cái gì hết. Trời ơi bà Phi ơi, có thì nói đại đi. Trời ơi, cái âm khí gì vậy? Bây giờ bà phải nói để cứu lấy bà. Một là nói ra, hai là tra tấn giả mang đi. Bà muốn sao? Ai tra tấn tôi? Muốn ế chồng hay muốn có chồng hay muốn bị ám khí, bà nói ra. Bà nói đi. Có đúng không? Dạ, muốn chồng. Muốn chồng thì nói đi. Trời ơi, muốn ôm chồng. Ừ, muốn ôm đàn ông thì có. Có hả? Vậy thì bà giao cái đó ra đi. Nói đi, nói ra, đừng để trong lòng làm cái gì. Thôi ta về, ta không có thời gian nữa rồi. Ta không có thời gian, ta phải đi giúp người khác thôi. Đừng kéo ta, đừng tuột quần. Đừng canh tuột quần nữa hả? Dạ không. Dạ không. Bây giờ cậu phải ở đây, cậu đứng cho người ta nói chứ. Bớ. Đi con vô lấy cho tôi. Nặng lắm. Ráng lấy cho tôi. Lấy vàng. Chính vì nặng cho nên khí nó mới nặng. Ám khí nó nặng lắm. Mấy chục ngàn, mấy chục đi luôn. Nhiều anh vô anh kêu phụ với tôi anh. Dạ đi, có bà nó đại gì đâu, nhưng mà giấu làm cái gì không biết nữa. Dạ thưa cậu. Dạ sẵn đây cậu cũng coi giùm em luôn đi. Cho tới từng tuổi này mà không có thằng cha nào dòm ngó em hết à. Bà mà không có được đâu. Dạ sao vậy cậu? Bị lớn tuổi rồi nó hút rồi. Mà thêm cái tội nghèo hơn bà kia nữa cho nên khó lắm. Dạ nha. Đây chịu dạ. Cảnh ế đi à. Vàng đây. Dạ. Đó. Ta nói cái này vàng ra. Vàng ra. Vàng ra. Vàng ra. Đừng đụng vào nó. Nó nặng nề quá, nó làm cho ta phải chiến đấu với nó. Cho nên, ta phải tốn rất nhiều công sức. Cho nên các ngươi đừng có ở gần nó, đừng có để, mà hãy nghe. Trời đất ơi, trùm đại vậy rồi đi, muốn hồi mới trùm không mệt hết trời. Không được, bị gì ám khí nó nặng ghê lắm. Cái này nó ghê gớm, không phải muốn trùm là trùm đâu. Tai thường không thể trùm được đâu. Đừng đụng vào nó, đừng đụng vào nó. Nó ghê gớm lắm, nó ghê gớm lắm. Rồi bây giờ còn gì nữa thì sẽ thương cậu. Thôi được rồi. Bà có tiền không? Chỉ cần cúng một cái biệt thự. Biệt thự đâu? Cái chiếc xe Lamborghini. Trời đất ơi, làm gì tôi có Lamborghini gì? Trời ơi, mệt quá, đi giấy tiền vàng mã thôi. Bằng giấy thôi, dạ được. Cái đó bằng hình thức thôi, giấy dạ tờ được, thôi. Dạ được. Bao nhiêu tiền cái đó? Mấy bà không biết chỗ mua đâu. Rồi gặp hàng dởm nữa là đốt, người ta không có nhận. À, đốt không cháy. Tôi ưa mua giùm người ta lắm. Tốt quá. Ôm cái này đi nặng quá, làm sao còn đi mua tôi cái đó chỉ có mua cái đó với giá 20 triệu thôi.
Trời đất ơi, giấy mà cậu. Trời ơi, cái xe ở ngoài ngoài mà xe thiệt là 4 tỷ. Cái căn hộ không 16 tỷ, 20 tỷ. Mua giùm hai thứ đó cho bà có 20 triệu mà mắc là vậy. Thôi đi. Nếu cái quần bà bả lại. Được mà bà ơi, bà phi. Có 20 triệu mà nhầm nhò vậy bà mắc cười quá. Bây giờ một là ế, hai là 20 triệu. Dạ lấy 20 triệu. Cậu bình tĩnh, cậu đừng có giận. Đừng giận cậu. Có giận nha, tôi xúc phạm quá mà. Tôi giúp người mà tôi bỏ hết. Nghề nghiệp của tôi có làm gì. Dạ đây, 20 triệu. Tiền này tôi chỉ giúp người thôi, chứ không phải tôi xài. Dạ biết, dạ biết. Đếm chưa? Dạ đếm rồi. Đừng, bà đếm rồi mà tôi chưa đếm. Thôi đừng đếm mà. Phải đếm cho để mít lòng tiền bạc giúp đỡ mà tự nhiên là tôi mít lòng vụ tiền bạc. Không phải cái tiền này. Được không? Dạ được. Đủ phải không? Dạ đủ. Tôi tin bà đó nha. Tin mà trời ơi. Chỉ có bà không tin tôi thôi chứ tôi rất tin bà đó nha. Không tin, tin cậu. Ai không? Ai không tin tôi không? Dạ tin. Tin lắm. Ám khí nặng lắm. Phải có tôi âm khí mới nhẹ. Để nhét đàng hoàng vô cái đó. Có chừng tuột xuống không? Sao tuột được, nhiều chuyện quá. Ta nhét đâu, ta nhét kệ, ta tuột cái không chuyện của người ta. Rồi. Ông cái này không có nổi. Kệ người ta, cái đồ nào ta ôm được không được, kệ người ta. Cậu ơi, cảm ơn cậu quá trời quá rồi. Tôi tìm ra được con cá rồi nè. Được. Hay chưa? Hay không? Hay quá, hay mà. Vậy chính xác quá mà. Quá chính đi xác. Đi hướng Tây gặp cây cây, đi hướng Nam gặp cây am, đi hướng Đông gặp con sông, đi hướng Bắc gặp cây tắc, đi đào xuống hai tấc mà là trong đèn mù người ta kéo về bằng theo xương ca. Hay quá cậu. Cảm ơn cậu quá trời quá đất à. Dạ thôi được rồi, tôi đi nghe, tôi khoan, làm khoan, cậu. À, mà cậu biết con cá này con cá gì không? Quên, bị giúp lo giúp người quên cá gì à? Cá đục. Cá đục là cá lạ mà tôi cũng bắt về được. Đúng mà rồi. Thôi tôi chỉ khoan, giúp. Mà biết tại sao nó tên cá đục không? Không. Ủa, tại sao tên cá đục vậy? Chắc ba nó tên đẻo, nó tên đục, đục không đẻo. Phải, cá đục là con cá không bao giờ có trên đời này. Cá đục là cục đá đó. Hả? Cục đá là cá đục, trời ơi. Làm sao không hiểu vậy? Là cục đá nó đập cá thành cá đục. Thôi đi bà, từ từ đưa tôi giải thích cho mấy bà nghe nha. Sao? Đây nè, đây. Đây. À, tôi nói đi tìm con cá giùm tôi. Bà hay lắm, cậu hay, thiệt là hay. Trời ơi. Cậu là số 1. Đó, cậu chạy ra quán cơm. Cậu xin con cá để cái lấy cái này chôn dưới đất sẵn cho tôi. Lấy xương. Đó, tôi chỉ chỗ tôi chạy rồi tôi đào. Ý, lấy nguyên cái bộ xương lên. Đó, hay không? Rồi từ từ bộ xương mới chôn bốn góc giường rồi mới bắt đầu tôi biến quá. Mới có bộ đồ, con ngựa, đồ đẹp. Lộn. Làm hết trơn vậy? Đây, cậu làm hết trơn. Trời ơi, tôi biết mánh cậu. Bởi vì tôi sợ mấy người không có tin tôi. Tôi phải làm, tôi phải dụ cậu. Đây, hình ảnh con. Đừng dòm, đừng dòm. Đây, coi kỹ nha, thấy không? Ai bắt con Phụng của bà? Rồi, coi đi, tôi đi rồi. Tôi giữ lại, giữ lại. Thấy chưa? Đó. Thả này. Bắt con Phụng của tôi. Đó, rồi mới làm ra những cái trò này. Đó, mới gạt mấy bà lấy tiền, lấy bạc, lấy vàng, lấy vòng. Hiểu không? Trời đất ơi, tôi chết rồi. Còn con Phụng bà không có chết. Con Phụng bà còn nguyên. Nó qua nhà anh. Dễ gì bắt được nó chạy một lát hả? Bà nó sổng ra, nó leo trên cái cây nhà tôi đó. Bà biết rồi, con Phụng bà khoái ị vô cái cây nhà. Đúng tôi. Rồi. Đó, bây giờ nó leo trên đó. Vì cái con người này làm nó sợ quá, nhờ nó leo trên cây tôi nó ở luôn. Trời. Chúc mừng chị, nhà đang ra hết bối rối rồi. Trời, con Phụng sống được ha. Con Phụng sống rồi. Con sống mừng quá. Cái này gì đây? Đó, thì bây giờ bu ra. Giết Phụng đoạt Long nè. Trời ơi, tôi có lấy đâu mà tôi đoạt nó, để đó tôi nguyên, tôi có cái lấy gì đâu. Trời ơi, buông ra đi, có gì tôi có lừa gạt, có gì đâu. Có Phụng rồi. Tôi buông ra đi. Có Long, có Phụng rồi, ha, được rồi, cho bà đi đi. Ừ, có cái gì tôi có làm gì đâu, có lấy ra cái giống gì đâu. Ai lấy gì đâu. Đứng lại. Tiền bạc đâu. Tiền đâu. Thế nặng phải có tiền chứ. Qua đây tôi dí nữa nè. Đây nè, tiền đây nè, làm gì dữ vậy? Nè, trả nè, có gì? Trời ơi, có gì đâu mà tiền coi chứ gì, có mấy chục triệu làm gì dữ vậy nè. Tiền đó nè, nè, đây nè, tiền đúng không? Đây nè, tiền nè của bà này, ông lấy làm chi? Thần thánh gì mà chợ búa vậy trời? Chợ búa gì? Hả? Chứ gặp nguyên cái đám gì không xàm chợ búa sao được? Ba mới cực khổ quá mà, thì giúp đỡ con nhiêu thôi, có 20 triệu thôi mà làm gì chuyện giờ lăn gần chết luôn à. Thôi dẹp cái vụ án này đi, dẹp cái này đi, kiếm phi vụ khác bắt tiền hơn nhiều. Không có hiểu biết cái gì hết trơn, không biết thần thánh là cái gì hết trơn. Mà 20 triệu quý giá lắm mà, tôi có xe ngoài đó thì xin lỗi các người. Xe Lamborghini chờ tôi ngoài. Không có Lamborghini gì đâu.
có su tè đang chờ bà ở ngoài á bà. Trời ơi tôi cười, hồi nào gì su si bo, su 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 ki, làm gì có su 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 tè, su tè là gì? Xe tù. Xe tù. Với tiểu phẩm vừa rồi, chúng tôi hy vọng là chúng ta có nhiều niềm vui trong cuộc sống và đừng bị gọi là tiền mất tật mang. Dạ đúng rồi, và hy vọng rằng chúng ta sẽ luôn gặp điều may mắn, luôn gặp được người tốt để chúng ta có thêm niềm tin trong cuộc sống quý vị nhé. Hãy sống thật vui cho cuộc sống chúng ta nhiều ý nghĩa. Quý vị ơi, một nụ cười đích thật là cửa ngõ của tâm hồn. Chính vì vậy chúng ta hãy cười thật nhiều để cuộc sống chúng ta thêm vui hơn. Và theo nghiên cứu mới nhất của Đình Toàn, nếu như chúng ta chịu khó nghe âm nhạc nè, thì chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống nó đỡ stress hơn. Và khi chúng ta xem những tiểu phẩm hài, chúng ta cười, thậm chí bà con mình nói là cười rung bụng á, thì biết đâu mình giảm được mỡ bụng nữa. Vậy hả anh? Anh nghĩ vậy á. Vậy, như em cũng nghĩ vậy luôn. Quyết định gì đi. Chính vì vậy chúng ta sẽ luôn xem những tiểu phẩm hài của chương trình Danh Hài Đất Việt để chúng ta thêm yêu đời và cuộc sống của chúng ta thêm vui tươi hơn quý vị nhé. Và chắc chắn Lê Khánh và Đình Toàn sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Danh Hài Đất Việt trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ Lê Khánh và Đình Toàn xin được chào tạm biệt quý vị.